Một trong hai loại là cái loại này. Từ trong ngoặc này là từ chuyên ngành, đấy ạ, viết tắt là BGT. Ngoài ra thì trong này có một vài cái từ khác thì bạn có thể tìm thêm, được chưa ạ? Cái meter là ký hiệu là E này, B, C thì đó, thì đây là ba cực rồi, được chưa ạ? Diode rồi là nền, hoặc là nền nền bazơ chung, nền nền chung, nền thu thì đó, thì những cái từ này thì bạn có thể xem thêm, được chưa ạ? Đấy, để khi mình gặp thì mình có thể hiểu được nha. Thì cái này phải xem thêm sau nha. Thế còn đây là một cái sơ đồ mình cây mà mình về 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 BGT, về loại tramitor, được chưa? Thì cái nhánh này là cái thứ nhất là về tramitor lưỡng cực, xong này nó lại sẽ chia ra làm hai loại. Loại này với loại này sẽ có cấu tạo tương tự nhưng mà nó sẽ ngược nhau ở cái loại bán dẫn, được chưa? Bán dẫn tạp ấy. Và khi ngược nhau như thế thì nó sẽ dẫn đến là ngược, khi mà hoạt động thì nó sẽ, nếu hoạt động trong cùng một chế độ thì nó sẽ ngược nhau về chiều dòng điện này, rồi điện áp nguồn cung cấp vân vân. Đấy. Thì có thể ghi nhớ nó, ghi nhớ học ghi nhớ bằng cách là học một loại còn lại kia, thì lập một cái bảng so sánh để có thể suy ra là theo cái nghĩa ngược là như thế. Cái thứ hai là từ đăng to trường thì nó sẽ có nhiều loại hơn, thì nó cũng cũng sẽ có những cái đặc điểm tương đồng và cũng có đặc điểm với nhau, thì cái này thuộc về chương sau này. Thế còn ở đây mình sẽ nói về cấu tạo phân loại này. Phân loại thì nhìn trên cây là cũng đã biết là nó có hai loại rồi, hai là chế độ hoạt động, thứ ba là cánh mác họ đặt tuyến tĩnh tương ứng. Đọc tuyến tĩnh, tĩnh tĩnh ở đây mình hiểu là khi mà chưa có tín hiệu xoay chiều đưa vào cái mạch mà trong đó có cái BGT. Thế còn khi mà ở trên cái cây này mình cũng thấy có một cái người ta gọi cái tramitor đầu tiên, được chưa ạ? Thì đây là hình ảnh bạn có thể xem thêm, được chưa ạ? Những nhà khoa học đã phát minh ra này, thời điểm phát minh này, địa điểm này, ở phòng thí nghiệm nào này, được chưa ạ? Thì đây là cái tramitor đầu tiên, nhưng mà hiện tại thì nó tramitor hiện tại thì nó đã được cải tiến, được chưa ạ? Và phong phú về cách đóng gói, được chưa ạ? Cách đóng gói và nhỏ gọn hơn rất nhiều về mặt kích thước này, với chức năng thì hoàn thiện hơn này. Thì cái này bạn có thể xem thêm, được chưa ạ? Lịch sử hình thành và phát triển, nó có những cái mốc như thế nào đấy, mình có thể xem thêm trong tài liệu. Cô ơi, cho em xin điểm danh muộn ạ, vừa nãy em vào muộn. Cuối giờ nhá. Dạ vâng. Còn đây những cái mốc lịch sử ra đời một vài cái thì có thể đã tóm tắt ở đây rồi. Phần này bạn sẽ tìm hiểu đọc lại đọc sau. Thế còn cấu tạo cơ bản của một cái BT thì nó được hình thành mô tả trên cái hình này. Dạ. Vậy mình sẽ thấy là nó có ba cái khối bán dẫn này. Khối ở giữa sẽ ba khối bán dẫn tạp, được chưa? Và khối ở giữa nó sẽ khác loại so với hai khối ở hai bên, được chưa? Như vậy với hai loại thì mình sẽ hai loại bán dẫn tạp là N với P thì mình sẽ có hai cấu trúc, nhận thì đấy là mình hiểu là sẽ có hai loại BGT luôn. Cái thứ hai đó là nó sẽ hình thành cái chuyển tiếp, được chưa? Ở đây có hai cái chuyển tiếp, một là emitter bazơ, được chưa? Người ta ký hiệu viết gọn lại là ký hiệu là EBG hoặc là GE, được chưa? Thế còn chuyển tiếp thứ hai là collector bazơ là JC hay là CBG, miền emitter, miền bazơ, miền collector, được chưa? Chỗ này viết nhầm collector, chưa? Tương ứng với mỗi miền nó là các cực khác nhau, được chưa? Thì đặc điểm của cái tramitor này là nó sẽ phải yêu cầu về mỗi miền nó sẽ thực hiện một chức năng, chưa? Có một chức năng nên sẽ yêu cầu về độ pha tạp khác nhau, về độ dày khác nhau, được chưa? Thì đối với cái miền thứ nhất, emit, từ emit trong 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 tiếng Anh nó có nghĩa là từ phát, được chưa? Thì mình hiểu cái nhiệm vụ của miền này chính là cái miền để cung cấp hạt tải điện, tạo ra cái dành phần phần dẫn điện cho qua cái BGT này, cho nên nó phải yêu cầu là phải pha tạp
mạnh nhất trong ba miền. Chưa? Thế còn cái miền này, khi mà hạt tải điện được cung cấp từ miền E này thì nó sẽ đi qua miền B, và mục tiêu của mình là nó số lượng hạt tải đến được miền C càng nhiều càng tốt. Thế cho nên cái với đối với cái miền miền thứ hai là miền ba giờ này thì người ta sẽ có cái đặc tính đấy là gì ạ? Một là nó pha tạp yếu nhất luôn, để nó không xảy ra những cái hiệu ứng tái hợp ở trong này. Bởi vì khi có tái hợp thì có nghĩa là số lượng hạt tải từ miền E nó đi tới được cái miền cuối cùng này nó sẽ ít. Cái thứ hai nữa là mỏng mỏng để rút ngắn cái quãng đường cái quãng đường hiệu dụng mà hạt tải từ miền E đi tới miền C. Đấy là cái đặc điểm của miền B. Thế còn cái miền thứ ba thì người ta yêu cầu cái độ pha tạp trung bình, nó là cái miền thu, người ta gọi là miền thu hay miền collect tức là thu thập. Dạ. Đấy thì đấy là yêu cầu về nồng độ pha tạp, về độ dày. Dạ. Và các cực tương ứng được của các miền thì nó sẽ cùng tên với miền luôn. Thế đấy là về cấu tạo, thì có những cái tóm tắt ở dưới này rồi. Được chưa? À, người ta cũng đặt tên cho hai cái chuyển tiếp, một là viết là EBG hay là GE, hai là viết là CBG hay là GC là như nhau. Đấy, thì cô vừa nói về cái chức năng cũng như đặc điểm của cái miền, là ba cái miền trong cái cấu trúc của một cái BGT. Thế còn người ta tách ra đây là người ta nói là gì, về mặt cấu trúc thì có thể coi BGT như hai diode mắc đối nhau, chưa? Là mình hình dung là cứ một n một p thì tạo thành một diode rồi, để chia đôi ra thì n p này với n này sẽ tạo thành diode thứ hai, chưa? Diode emitter người ta thường gọi là diode emitter và diode collector, chưa? Thế còn cái rb nó sẽ là điện trở của cái miền miền b, ổ bán dẫn vật liệu thì đấy. Thì nhưng ở đây thì mình lưu ý là người ta không thể đổi được cực E với cực C cho nhau. Nguyên nhân là vì hai cái miền E với miền C thì nồng độ pha tạp nó không như nhau. Dạ, cho nên người ta sẽ không thể đổi được cực E với cực C, mặc dù là nó cùng chế tạo được cùng từ một loại bán dẫn. Dạ, và về hình thức thì thấy là nó khá giống nhau. Dạ. Cái thứ hai bạn cần nghĩ, cái nữa bạn cần ghi nhớ đấy là ký hiệu, bởi vì trong cái bản kiện thì người ta không thể vẽ được cái hình ảnh cấu trúc như thế này, mà thay vào đó là linh kiện nào thì nó cũng có ký hiệu. Trong cái ký hiệu này thì có hay không có vòng tròn thì không quan trọng, có cũng được. Nếu cảm thấy mình vẽ tròn thì khi nào mình vẽ vào hình thì mình có thể vẽ, còn nếu không thì có thể lược bỏ cái hình tròn ở bên ngoài đi, không sao cả. Nhưng phải đủ ba cực. Và cái thứ ba, đặc điểm thứ ba nữa là gì ạ? Đặc điểm nữa đấy là cái chiều mũi tên để phân biệt được răng cái to PNP và NPN. Chưa? Vị trí nó đặt ở cực nào này? Cực E với cực C thì nếu như không có cái mũi tên thì hai cái cực này nó gần giống nhau. Chưa? Thế còn lại là để phân biệt loại PNP hay NPN thì đấy chính là chiều của cái mũi tên ở trên cực E. Chưa? Cái PNP người ta còn gọi là răng cái to thuận hay là bóng thuận. Còn cái trang to NPN thì người ta gọi là trang to ngược hoặc là gọi là bóng ngược là như nhau. Tức là cách gọi khác nhau. Nói ra đây để bạn hình dung ra là bạn có thể gặp những cái cách gọi khác nhau như vậy ở trong những cái giá trị khác nhau. Thì mình gặp thì mình không bị bỡ ngỡ. Nên là về phân loại và ký hiệu, sẽ có hai loại, hai ký hiệu. Các cực EBC là viết tắt của cực emitter, cực collector, cực bazer. Còn tên tiếng Việt là cực phát này, cực thu này, cực nền này, cực nền hay cực gốc này, cực gốc này. Còn cực thu thì giáo trình miền Nam bạn đọc thì người ta sẽ gọi nó là cực góp. Dạ. Thế còn cái này là cực phát thì nó vẫn là cực phát thôi. Dạ. Đấy là cái tên của các cực, các miền tương ứng cũng như thế, cũng cùng tên luôn. Thế còn dạ, kiểu đóng gói, cái hình ảnh này là cho mình các cách đóng gói của bên của một cái trang lưỡng cực có trong thực tế, được chưa? Và những cái kiểu đóng gói mà nó là truyền thống nhất thì nó ở đây rồi, chưa? Các bạn, ở đây người ta cũng ký cũng chỉ rõ cho mình là hàng trên này từ bên trái sang bên phải thì nó có những cái kiểu đóng gói như thế nào. Thì muốn biết xem là hàng trên, hàng giữa, hàng dưới, chưa? DIP bồ gạch ngang 4 này thì DIP có nghĩa là gì, 4 có nghĩa là gì thì bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trong những cái giáo trình mà người ta trình bày về chế tạo linh kiện, chế tạo đóng gói linh kiện. Đấy, nhưng mà nói chung là một là về kích thước so với cái ban đầu thì nó đã được giảm đi rất là nhiều, gọn hơn rất nhiều, có tính thẩm mỹ hơn rất nhiều.
đồng thời là chức năng của nó cũng sẽ hoàn thiện hơn, phong phú hơn và hoàn thiện hơn. Đấy. Thế còn muốn sử dụng nó trong mạch điện, chưa? Xét về các chế độ hoạt động, thì khi mình muốn sử dụng nó thì mình sẽ phải cung cấp điện áp đến các cực, chưa? Điện áp đến các cực EBC, và cung cấp như vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ cung cấp điện áp lên hai cái chuyển tiếp PN, hai chuyển tiếp PN. Và như bài trước thì mình biết rồi, mỗi cái chuyển tiếp thì nó có hai trạng thái phân cực thuận và ngược. Như vậy là tôi sẽ tổ hợp được bốn cái tổ hợp, với hai trạng thái thì tôi sẽ có bốn cái tổ hợp. Và tương ứng người ta sẽ liệt kê ở đây, liệt kê ở đây ra thành là các chế độ hoạt động của VGT. Thế thì trong cái bảng này thì một là người ta cho mình tên chế độ này, tên chế độ. Hai là cái trạng thái phân cực của hai cái chuyển tiếp GE và GC, được chưa? Trong cái BGT đấy. Ba nữa là ứng dụng làm cái gì, nếu với cái chế độ đấy của cái trang điện tử thì ứng dụng làm cái gì, được chưa? Có ứng dụng hay không có ứng dụng, và nếu có ứng dụng thì nó làm là ứng dụng gì đấy. Thì ở đây này, ở đây người ta cho mình bốn cái tổ hợp đấy ạ. Từ này hôm trước gặp rất nhiều ở trong cái khi mà mình nói đến cái linh kiện ở trong trước. Dạ, đấy là trạng thái gì đấy ạ? Phân cực ngược ạ. Vâng, còn từ này sẽ là phân cực forward, là phân cực thuận. Thuận, được chưa? Thế còn từ này có nghĩa là chế độ mod. Mod ở đây là chế độ này. Cut off hay là tiếng Việt thì nó là chế độ ngắt, hay chế độ khóa, hay là chế độ cắt. Cắt C ạ. Cắt, khóa hay là ngắt là như nhau. Dạ. Chế độ thứ hai này, từ này là chế độ bão hòa. Còn chế độ thứ ba này, từ này là chế độ tích cực, hay là tích cực thuận, hay là khuếch đại là như nhau. Còn cái cuối cùng là gì ạ? Có thêm cái từ reverse đằng trước này, nó là tích cực ngược. Chưa? Thế thì như vậy mình nhìn thấy là với chế độ đầu tiên là chế độ khóa, thế thì hai cái chuyển tiếp của mình sẽ phải được phân cực ngược hết. Phân cực ngược. Thế thì còn chế độ bão hòa thì tương ứng với trạng thái là hai chuyển tiếp của mình được phân cực thuận. Và với cái trạng thái phân cực ở hai chế độ như thế này thì lúc đấy cái VGT nó sẽ thực hiện, nó sẽ hoạt động giống như là một cái khóa điện tử. Tức là một là có dòng đi qua nếu khóa đóng, còn không có dòng trong trường hợp là khóa mở. Và vì vậy mà ứng dụng chủ yếu của nó đấy là làm những cái khóa ở trong các mạch số. Thế còn cái chế độ mà người ta đóng khung màu đỏ ở đây thì EBG được phân cực thuận, còn CBG được phân cực ngược. Và chế độ này người ta còn gọi là chế độ khuếch đại, mà mục đích chính, nhiệm vụ chính của nó chính là khuếch đại tín hiệu. Thì khuếch đại thì tùy thuộc vào cách mắc, mình có thể khuếch đại dòng, hoặc khuếch đại áp, hoặc là khuếch đại cả dòng lẫn áp, thì tương ứng với việc là khuếch đại công suất. Thế còn cái chế độ cuối cùng, chuyển đổi hai cái trạng thái phân cực của hai cái chuyển tiếp, thì ở đây nó tạo ra cái từ này có nghĩa là ở trong cái chế độ này thì có nghĩa là cái transistor nó không có tác dụng khuếch đại, nó cũng không có tác dụng làm khóa, mà nó sẽ gây ra một cái sự tổn hao đối với tín hiệu. Được chưa? Cho nên cái chế độ, cái dòng cuối cùng này, cái trạng, cái tổ hợp cuối cùng này thì thực tế là nó không có ứng dụng, không dùng trong thực tế. Nên nếu cho nên là mặc dù tôi có bốn tổ hợp, nhưng mà người ta sẽ chỉ kết luận rằng cái BGT của tôi là có ba chế độ hoạt động. Dạ. Một là cắt này, ngắt này hay khóa này, hai là bão hòa, và ba là tích cực hay là tích cực thuận, bạn nào biết tích cực cũng được, hoặc là khuếch đại. Dạ. Thì các bạn ghi nhớ cái trạng thái phân cực của chuyển tiếp mà của hai cái chuyển tiếp có trong cái BGT đấy. Và khi mà xác định được trạng thái phân cực của hai chuyển tiếp đấy thì đồng nghĩa với việc tôi xác định được chế độ, hiểu không ạ? Còn cái thứ hai đấy là nếu như tôi có chế độ thì tôi sẽ phải suy ra là trạng thái phân cực của hai chuyển tiếp nó phải như thế này đấy. Thế đấy là về chế độ. Thế trong ba cái chế độ này thì người ta quan tâm nhất chính là chế độ thứ ba, là chế độ khuếch đại. Và ở đây mình cũng sẽ chỉ nói nhiều, tập trung về phân tích cái, nói về cái nguyên lý hoạt động của cái chế độ này. Thế thì đây là cái sơ đồ để khi xét cái BGT trong chế độ khuếch đại
thì để phân tích cái hoạt động của nó thì người ta sẽ bằng cách là phân cực cho hai cái chuyển tiếp, đây là GE này, đây là GC. Đấy. Cung cấp cái điện áp một chiều lên các cực của BJT bằng hai cái nguồn là nguồn VEB và nguồn VBC. Chạy. Các bạn nhìn ở trong cái cách nguồn ký hiệu ở đây cũng thấy cái điểm nào là điểm điện áp cao ấy. Điểm nào là dương nguồn thì người ta sẽ viết trước. Dạ. Trong trường hợp này cực E chính là cực E của BJT này, người ta nối với dương nguồn này. Dạ. Cực B thì nối với âm nguồn này. Trong ký hiệu này là người ta viết E trước. Dạ. Thế còn khi mà viết là VBE thì điều đồng nghĩa với việc là VB nó sẽ phải lớn hơn VE. Hay điện áp tại điểm B cao hơn. Dạ. Bên này cũng thế. Dạ. Và cái cách kết nối như thế nào đấy để cho cái chuyển tiếp GE phân cực thuận và GC thì phân cực ngược. Dạ. Cái này là có ở trang trước rồi. Thì nếu như khi phân cực như vậy thì nó sẽ tạo ra đầu tức là mình cung cấp thêm điện trường cho chuyển tiếp rồi. Dạ. Và trong trường hợp này thì nó sẽ một là nó sẽ làm cho cái dòng khuếch tán ở trong cái chuyển tiếp là tăng lên, hoặc là nó làm cho cái dòng cuốn gọi duy trì dòng khuếch tán hoặc là duy trì dòng cuốn. Thì đối với cái BJT này, khi mà giả sử với cái loại PNP thì với cái cách phân cực như này thì một là người ta rút ra được so sánh được điện áp giữa các cực, chưa? So sánh được điện áp giữa các cực. Thì khi mà bạn xác định chế độ hoạt động thì một cách thứ nhất là xác định trạng thái phân cực của hai chuyển tiếp, cách thứ hai là mình so sánh điện áp giữa ba cái cực nếu nó thỏa mãn cái điều kiện như thế này thì đồng nghĩa với việc tôi kết luận được là nó ở trạng thái khuếch đại. Đấy là giống như là khi mà học ở phổ thông các bạn hay nghe câu là bạn hay hay làm những bài tập hoặc kiểm tra ghi để chứng minh rằng được chưa? A B C gì đó. Thế thì đây cũng có thể nói là gì? Chứng minh rằng cái BJT này đang được thiết lập để hoạt động ở chế độ khuếch đại chẳng hạn, thì đồng nghĩa việc bạn đi kiểm tra cái điều kiện này, hoặc là bạn đi kiểm tra cái trạng thái phân cực của chuyển tiếp PN, GE và GC cũng được. Đấy thì đấy là cách là mình hình dung ra là mình hiểu cái câu trong bài nó như thế nào, trong trong yêu cầu của đề nó như nào. Tất nhiên là bây giờ thi tới là thi thi gì nhỉ, thi thì trắc nghiệm thì là không, bạn sẽ không phải thì bạn sẽ lựa chọn phương án chứ không phải trình bày chi tiết chứng minh các bước chứng minh như thế nào. Dạ. Thì lựa chọn phương án A, B, C. Dạ. Thế nhưng mà mình cũng phải hiểu thì mình mới chọn được. Đúng không ạ? Còn ai mà gọi là trông chờ vào xác suất 25% ấy thì cũng nói chung là rất bấp bênh, có thể qua mà cũng có thể không qua. Thì cố gắng là đừng 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 trông chờ như thế, mà phải cố gắng học được ở cái mức nào đó để mình có thể đạt được cái kết quả tốt nhất. Đi thi thì đừng trông chờ vào yếu tố may mắn, nó cũng có nhưng mà nó ít. Nó cũng không không phải là nhiều đâu. Với cả ở đây mình cũng không khó đến cái mức là phải nhờ vào sự may mắn, hoàn toàn có thể học được. Thì trên cái hình này người ta đang mô tả cho mình hai cái hội bực, hay là người ta đang mô tả những cái hiệu ứng mà xảy ra khi mà cái BJT được phân cực, được cung cấp điện áp. Cung cấp điện áp hay chính là cung cấp điện áp với giá trị và cực tính phù hợp thì đương ứng thì đồng nghĩa với việc là phân cực. Thì người ta còn gọi một cách khác đấy là phân cực. Dạ. Thì trong cái chế độ khuếch đại thì là như này, và trên hình thì người ta đang mô tả những cái hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng phun hoạt tải điện giữa các miền từ miền E sang miền B, từ miền E sang miền B và từ miền B sang miền E. Thì ở đây trong cái cấu trúc PNP thì người ta nói là gì, inject lỗ trống. Còn đối với từ miền B sang miền E thì nó là phun của electron. Như vậy mình hình dung là cái điện trường phân cực thuận ở đây nó đang tác động đến cái nhóm hạt tải điện đa số, chưa, hạt tải điện đa số, lỗ trống là hạt tải điện đa số của miền P, bán dẫn loại P, còn điện tử là hạt tải điện đa số của bán dẫn loại N. Thì nhờ cái điện trường phân cực thuận mà những cái nhóm hạt đa số này nó được tạo, nó được chuyển qua cái vùng chuyển qua cái chuyển tiếp
nó được di chuyển nhiều hơn và tạo ra cái thành phần dạng điện lớn. Thế thì hai cái hạt, hai cái hiệu ứng này nó sẽ đóng góp để tạo ra thành phần dòng điện. Về mặt trên thực tế là nó sẽ có dòng điện ở trong cái VGT này, nó sẽ phải là đóng góp của cả hai cái thành phần này. Tuy nhiên là đối với cái nhóm, cái thành phần thứ hai ở phía dưới này này, thì do đặc điểm pha tạp của miền B này, đặc điểm pha tạp của miền E này và đặc điểm cấu tạo của miền B thì cái thành phần thứ hai này người ta sẽ bỏ qua, bởi vì nó nhỏ, nó nhỏ. Nên là gọi là lưỡng, lưỡng ở đây, lưỡng cực, tôi đang nghe to lưỡng cực, để sau này bạn sẽ phân biệt với cái nhóm ở phía sau là đơn cực hay là tôi đang nghe to trường ấy. Lưỡng ở đây chính là việc là cái thành phần, cái dòng điện ở trong cái VGT này thực tế là nó do cả hạt tải điện, cả lỗ trống và điện tử đóng góp tạo thành, đóng góp vào để tạo thành. Lưỡng ở đây là hai ạ. Giống như ngày xưa học sinh học phải có hoa gì đấy, có những cái loại hoa gì lưỡng tính đó. Đấy, được chưa? Hoặc là bạn học vật lý cũng có những từ đấy là ánh sáng chính là có lưỡng tính gì? Lưỡng tính sóng hạt. Đúng ạ, vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Thì ở đây là gì? Nếu nó là tôi đang nghe to lưỡng cực, là một là hiểu là thành phần dòng điện ở trong cái VGT này thực tế là do cả điện tử và lỗ trống cùng tham gia vào tạo thành. Nhưng mà người ta bỏ qua cái thành phần trong cái PNP, thì người ta bỏ qua cái thành phần dòng điện tạo bởi sự chuyển động của lỗ trống từ miền của điện tử từ miền baser sang miền emitter, chính là phần này. Thế còn trong cái nhóm còn lại, cái cấu trúc còn lại là NPN, thì người ta sẽ phải bỏ qua cái thành phần của lỗ trống chuyển chuyển động từ miền baser sang miền emitter, chưa? Thì đấy là hiểu là lưỡng là như vậy. Lưỡng ở đây cũng còn có nghĩa là chỉ hạ rằng rằng trong cái cấu trúc của cái BGT này là nó có hai cái chuyển tiếp PN, chưa? Hai cái chuyển tiếp này là độc lập, chưa? Độc lập chứ không có cái mối liên kết giống như trong cái loại ở phía sau. Thì cái dòng hạt mà từ miền E, dòng hạt ở đây là lỗ trống từ miền emitter sang miền baser là nó nhiều, và đây sẽ là cái thành phần chủ yếu để tạo ra cái thành phần dòng điện trong BGT. Thế còn ở đây người ta có thêm những cái hiệu ứng xảy ra trong khi mà hạt tải từ miền lỗ trống từ miền emitter sang miền baser ở đây xảy ra trong miền E, thì đây chính là một là cái hiệu ứng recombine, tức là hiệu ứng tái hợp, và cái hiệu ứng tái hợp này nó sẽ tạo ra cái thành phần tương ứng là cái thành phần dòng thứ hai. Thế còn nhưng do cái đặc điểm của miền B là như mình đã nói ban đầu, đấy là gì ạ, pha tạp yếu và mỏng, cho nên là đa phần cái hiện ứng này nó sẽ xảy ra yếu hơn, và đa phần hạt tải nó sẽ được nhờ cái điện trường ở ở ở cái chuyển tiếp GE này cuốn sang cái miền tiếp theo là miền collector. Cuốn sang cái miền tiếp theo là miền collector. Thế tại sao ở đây điện trường lại phân cực ngược mà lại có tác dụng cuốn điện cuốn hạt tải điện lỗ trống từ miền E, từ miền baser sang miền collector? Bởi vì những cái lỗ trống này nó là hạt đa số của miền emitter loại P, nhưng mà khi mà chuyển sang miền baser là bán dẫn loại N thì nó đóng vai trò là nhóm thiểu số rồi, được chưa? Cho nên cái điện trường này nó sẽ có tác dụng là tích cực, được chưa? Cuốn cái dòng hạt này chuyển động sang miền collector, được chưa? Và tôi có chuyển động qua hướng, được chưa? Thì lúc này hình thành nên việc là trên ba cực của cái em BGT này nó sẽ có các thành phần dòng điện tương ứng. Thì đối với cái loại PNPN thì bạn phân mình ở đây phân tích hoàn toàn ngược, hoàn toàn tương tự, nhưng mà chỉ nó ngược lại so với loại kia ở chỗ đấy là gì? Đấy là loại hạt tải mà tạo ra thành phần chủ yếu để tạo ra thành phần dòng điện ở trong cái này nó không phải là lỗ trống nữa, mà lúc này nó phải là điện tử của cái miền emitter loại N. Còn hiệu ứng xảy ra thì hoàn toàn giống như là trong cái PNP. Ngược lại đây mình cũng thấy là điện áp giữa ba cực VC, VB và VE. Loại đầu tiên là gì ạ? VC nhỏ nhất, VE lớn nhất, nhưng ở đây là VC sẽ phải lớn hơn VE. Thì đấy là bởi vì thì để đảm bảo là cái chuyển tiếp GE và GC được phân cực thuận. GE được phân cực thuận và GC được phân cực ngược. Thế thì nói tóm lại là gì ạ? Trong cái chế độ khuếch đại của một cái VGT, mình sẽ có
mình sẽ có ba thành phần dòng điện chính, ba thành phần dòng điện chính. À, đấy là dòng IE là 1, dòng IB là 2 này, và dòng IC là 3. IE, IB và IC. Thế thì người ta sẽ đặt tên những cái dòng này là gắn liền với cái tên cực mà nó di chuyển ở trên đấy. Thế như vậy mình hiểu là IE chính là dòng điện chạy trên cực E, IB chính là dòng điện chạy trên cực B, còn IC là dòng chạy trên cực C. Thế còn cái thứ hai mà mình cần phải nhớ đấy là gì ạ? Đấy là chiều của nó di chạy như thế nào so với trên các cực của BGT như vậy. Thì dựa vào cái việc là hạt tải điện cơ bản tạo ra nó, tạo ra cái dòng IE này là lỗ trống cái điện tử, thì mình sẽ quyết định được chiều di chuyển. Trong cái phân tích của mình đã chỉ rõ là gì ạ? Lỗ trống của miền emitter loại P trong cái cấu trúc PNP là nó di chuyển theo cái chiều là từ miền E sang miền B đến miền C, đấy chưa? Thì như vậy cái dòng IE ở cái mảnh ngoài nó khép kín bằng điện, thì trên cái cực IE thì tôi sẽ có một cái dòng điện đi đúng theo cái chiều ấy luôn, bởi vì cái lỗ trống nó là hạt mang điện dương, đấy chưa? Tức là chiều dòng điện IE trên cực E với chiều di chuyển của lỗ trống là giống nhau, đấy chưa? Đấy chính là lý do mà người ta gọi cái tờ răng Newton loại PNP là tờ răng Newton thuận. Tức là chiều chuyển động của hạt tải điện tạo ra dòng điện với chiều dòng điện trên nhánh trên các trên cực E là giống nhau, là cùng chiều. Thế còn cái dòng IB và IC, chiều của nó thì được xác định ở như nào? Thì từ cái việc phân tích thì mình có thể nhìn thấy là cái IB với IC nó là hai cái thành phần dòng điện được tạo ra từ cái dòng tổng IE. Cho nên ở đây mình sẽ hiểu là cái IE, ba cái dòng này nó sẽ thỏa mãn cái định luật Kirchhoff 1 ạ. Thỏa mãn trong đó IE là dòng tổng. Mà nếu như tôi biết được chiều của IE dựa trên loại BGT rồi, tôi biết được chiều của IE trên cực E rồi, thì tôi sẽ biết xác định được chiều của IB và IC dựa vào cái định luật Kirchhoff 1 đấy. Vậy tôi sẽ có là gì ạ? Khi mà IE chạy vào BGT thì tạo ra IB và IC, thì nó phải có chiều trên cực B, IB sẽ đi ra, và trên cực C, IC sẽ đi ra so với cái BGT này. Đấy là cái thứ hai là về chiều của ba cái thành phần này. Thì trên cái ký hiệu thì mình có thể biểu diễn được ba thành phần như thế này, và mình sẽ hiểu thêm được cái ý nghĩa của cái mũi tên trên cực E này thêm một cái ý nghĩa nữa, okay. Đấy là nó chính là trùng với chiều của dòng IE qua cái BGT này luôn. Có loại BGT này có chiều dòng IE thì lúc đấy xác định được IB và IC theo cái định luật Kirchhoff 1, trong đó IE đóng vai trò là dòng tổng. Thế như vậy là gì ạ? Đây là loại NPN, còn PNP thì nó sẽ ngược lại. PNP lúc này là đổi hai loại bán dẫn miền N với miền P cho nhau, miền bazer với miền emitter cho nhau, thì bạn sẽ đổi ngược chiều dòng điện lại là được. Thế là về chiều dòng điện qua cái transistor loại PNP. Trong cái này thì ở đây không chú thích là gì thêm những cái từ mà tiếng Việt mà mình gọi, ví dụ như transistor thuận hay là bóng thuận, được chưa? Thì bạn có thể tự chú thích thêm ở trong vở của bạn, được chưa? Đấy là gì? BGT thì tôi có hai loại NPN, PNP, được chưa? Một cái gọi là transistor thuận, cái là hay bóng thuận, một cái gọi là bóng ngược. Thì mở ngoặc ra chú thích thêm vào để mình gặp những cái từ đấy thì mình không bị lạ lẫm. Đây là cái thứ hai là về như vậy. Trong nói tóm lại là đây là trong chế độ khuếch đại, tôi sẽ có với cái trạng thái phân cực của GE là phân cực thuận và GC phân cực ngược, thì qua BGT trên các cực của một cái BGT nó sẽ có ba thành phần dòng điện chính IE, IB, IC. IE trên cực E, IB trên cực B và IC trên cực C. Cái thứ hai là chiều dòng IE, IB, C thì được xác định. Một là IE thì muốn xác định thì căn cứ vào cái ký hiệu, đúng chưa? Còn IB và IC thì xác định dựa vào cái định luật Kirchhoff 1.
Thế còn ngoài những cái thành phần cơ bản chính đi ra thì trong thực tế là mình sẽ có trong cái BGT nó còn 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 gồm có những cái thành phần dòng điện khác. Dạ. Thì ở đây thứ nhất là dòng hạt đa số từ miền B chuyển động sang miền E do gie của phân cụm thuận. Thì đây chính là cái dòng nhỏ nhỏ mà mình đã bỏ qua, không tính đến trong cái thành phần dòng IE ở ở trên cực E. Dạ. Còn cái thứ hai nữa lên đấy là dòng hạt thiểu số của miền C bị cuốn sang miền B do chuyển tiếp di C phân cực ngược. Dạ. Đúng ạ. Bởi vì từ nãy trong phân tích thì mình mới chỉ nói đến là gì ạ? Dòng hạt đa số từ miền E này qua miền B này và bị cuốn sang miền C. Nhưng mà chuyển tiếp này phân cực thì nó cũng có tác động đối với cái nhóm hạt gì ạ? Trong miền C, đấy chính là hàng hạt thiểu số của miền C. Thì cái dòng này người ta sẽ ký hiệu là dòng ICB0. Đây là số 0. Không ạ. Thì đặc tính của dòng dòng ngược thì như bạn biết đấy là gì ạ? Nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và nó là một cái thành phần dòng mình không mong muốn, không mong muốn nó phụ thuộc vào nhiệt độ, cho nên là mình sẽ nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của BT và mình sẽ không 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 điều khiển được, không cũng không loại bỏ được hoàn toàn, nhưng đây nó không phải là một thành phần dòng mà mình mong muốn có. Dòng dò thì càng nó càng nhỏ thì càng tốt. Thế đấy là ba thành phần chính và hai cái thành phần dòng điện khác nữa trong một cái BGT. Được. Thì ở đây có tên gọi nhưng mà chưa có đặc điểm. Được chưa? Có tên gọi mà nhưng chưa có đặc điểm của cái dòng những cái dòng này, thì những cái đặc điểm đấy bạn có thể tự bổ sung vào. Được chưa? Mở ngoặc ra lấy là gì ạ? Nó là phụ thuộc nhiệt độ này, hay là nó là lớn hay nó là nhỏ này, nó có tốt hay không tốt, thì những cái đấy bạn có thể tự bổ sung thêm vào đoạn, vào 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 trong cái phần này. Dạ. Mở ngoặc ra viết chú thích vào cái phần này, giống như kiểu gọi là take note à. Tiếng Anh gọi là take note à. Tiếng Anh có phải học nghe không? Học tiếng Anh có phải nghe không? Dạ có. Đấy, thế thì bạn nào mà kỹ năng mà giống như các cô dạy tiếng Anh bảo là kỹ năng mà take note tốt ấy, một là ghi chú được nhiều, hai là thì phải phải nghe được tốt thì mình mới ghi chú được. Chứ còn nếu mà không nghe được thì có khi nó qua lâu rồi mình cũng không biết là nó đang đến đó đấy là đoạn nào. Thế học ở KMA thì như nào, là lấy chứng chỉ hay là như nào? Có cái chứng chỉ còn nếu mà không Ừ. được thì Tôi biết. học tiếng Anh bình thường học tiếng Anh cơ Hả? bản Đến cơ bản à? Thế còn có chứng ba chỉ ba thì tiếng vậy? Anh tiếng Anh 1, 2, 3 Còn chứng chỉ thì như nào? còn chứng chỉ là mình học TOEIC xong rồi mình thi đổi điểm nhỉ Thế các bạn đang học như nào? à, lớp em thì hình như có ba chứng chỉ có bạn học cơ bản Học chứng chỉ có khi TOEIC thì chắc là nó sẽ không biết là nó có cao hơn một tí so với học cơ bản không? Học nội dung 1, 2, 3 không? không biết ạ học em cao thì chưa đi học chưa ạ TOEIC thì chủ yếu là nghe với đọc à? nghe với khoanh câu trắc nghiệm như thi cấp bài của Ừ thì tự bạn thi nghe và thi nghe đọc và viết đúng không? vâng ạ Còn không thi nói. à IELTS không có nghe đối với đọc ạ không viết luôn. Thế còn IELTS bộ điểm đủ 4 kỹ năng đúng không? vâng ạ Nhưng cái dở của tính cái không không được không được ấy lắm của chứng chỉ đấy là nó chỉ có thời hạn 2 năm đúng không? Cho nên là vẫn ai đó muốn sử dụng chứng được chỉ thì 2 năm sau lại phải thi lại. Nhưng khi mà bạn mình tham gia được một cái kỳ thi như thế á, thì cũng có nghĩa là khả năng của mình cũng được cải thiện nhiều, bởi vì kỳ thi này nó chuẩn quốc tế cho nên là nó sẽ yêu cầu kỹ năng nó sẽ phải tốt với xịn sò hơn. Mai sau đi làm mà muốn lương cao thì một trong những yêu cầu như như ngày nay cô thấy hay thấy đấy là yêu cầu về có ngoại ngữ tốt.
Em bây giờ mình bạn nào đấy học ngoại ngữ tốt là một lợi thế. Có ngoại ngữ tốt là một lợi thế. Đây đã lâu này đã có ai đi có, bởi vì ví dụ sinh viên có nhiều bạn là học 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 phổ thông thôi thì người ta đã định hướng ngay từ lúc phổ thông ấy. Thì lớp 12 là các bạn ấy đã lớp 10, 11, 12 phổ thông thì là đã ôn thi chứng chỉ IELTS rất là ác liệt rồi. Hay là TOEIC cũng thế. Đấy, lớp khóa mình có ai có bạn nào có chưa? Đã từng tham dự chưa? Chắc chưa đâu Ăn. cô. Mới đang ôn rồi À, vì kỳ thi nó rất là xịn sò ấy. À, nên học nên nó cũng khá nặng đô. Cho nên nếu giả sử mà bạn xác định là tham gia thì có tí ôn tập thật là nghiêm túc. Đấy à. Bởi vì thực ra đi thi mình sẽ có chứng chỉ nhưng mà chỉ là ở mức nào. Dạ. À, nếu như mà muốn đạt được cái mức mà có thể sử dụng được ấy. Mức sử dụng được là mức từ 5.5, 5.0, 5.5 trở lên, đấy là kém nhất ấy. Thì hoặc là còn xịn hơn nữa, tốt hơn nữa là 6, 6, 7 thì phải ôn thi rất là nghiêm túc. Được chưa? Thì hy vọng là sẽ có nhiều bạn bạn học, tham gia những kỳ thi như thế để cải thiện khả năng ngoại ngữ. Học ngoại ngữ nó cũng rất là hay nhưng mà phải chăm và duy trì thường xuyên. Mọi người thường lấy lý do là tôi không có môi trường giao tiếp cho nên là tôi là hay bị rụng rụng dần đi không do, nhưng mà môi trường thì đôi khi do mình tạo ra. Có những người là người ta cứ đứng nói trước gương thôi, luyện nói trước gương, tự nói mình nói trước gương. Khi ngày xưa thì tôi đi ôn thi như cái cô hướng dẫn cô bảo là đứng trước gương nói, để một là giống như mình đang giao tiếp, hai là nhìn cái khẩu khẩu hình của mình xem là nó có đúng hay chưa. Khẩu hình là khẩu hình miệng, có hẳn cái giáo trình gọi là dạy về cái khẩu hình miệng này, đặt lưỡi như thế nào để cho phát âm cho đúng. Đấy thì cái cô dạy cô hướng dẫn như vậy. Có học cô Tường Vi không? Học KMA học cô Tường Vi không ạ? Hay học cô Hương? cô Hương Ừ. học cô Hương cô ạ. Cô Hương cũng cũng hay. Đấy. Học cô Tường. Thế còn cô Tường Vi cô cũng dạy cũng hay. Ở đấy thì tôi thì có mấy cô nhưng mà chỉ biết là hai cô dạy thôi, còn mấy cô nữa thì chắc làm lên văn phòng. Rồi hết giờ giải lao. Đấy là ba thành phần dòng điện này, các thành phần dòng điện trong cái BGT. Cái thứ nữa đấy là tôi có các thành phần dòng điện rồi đúng chưa ạ, và tôi có chiều rồi, thì thêm một cái nữa đấy là về định định lượng đúng chưa ạ? Tức là cái công thức mình dùng để tính toán và giải thích cái bài. Thì đối với cái BGT trong chế độ khuyến đại thì liên hệ của ba thành phần dòng điện nó sẽ là ba cái công thức như bạn đang nhìn thấy được chưa? IE bằng IB cộng IC, đây chính là thể cái công thức mà người ta rút ra được trên việc phân tích cái hoạt động được chưa? Cái hoạt động của cái BGT này trong chế độ khuyến đại được chưa? Thế còn và nhờ vào nó thì tôi cũng xác định được chiều của dòng IB và IC. Thế còn công thức thứ hai là hai cái hệ số mà người ta đưa vào ấy. Một người ta gọi là hệ số truyền đạt dòng điện alpha, thì tức là bạn hiểu là cái hệ số này nó biểu hiện cho mình biết là khi cái dòng hạt tải điện đa số từ miền E mà được phun sang miền B á, thì nó sẽ có bao nhiêu phần trăm hay là bao nhiêu hạt, tương ứng với việc là bao nhiêu hạt hay là bao nhiêu phần trăm cái số lượng hạt tải đấy nó được chuyển để chuyển được cuốn sang miền C, được cuốn sang miền C ạ. Bởi vì là trong miền B nó sẽ có hiệu ứng tái hợp nữa. Đấy. Nhưng còn hiệu ứng tái hợp mạnh thì đồng nghĩa với việc là ít ít hạt tải điện được chuyển bị cuốn được cuốn sang miền C. Đấy. Thì cái điều đấy mình không mong muốn. Đấy. Tôi muốn là càng nhiều càng tốt cơ. Thì cái thông số alpha này là nó ý nghĩa của nó là như vậy. Đấy. Truyền truyền đạt dòng điện. Và như vậy mình kết luận được là cái alpha này nó là một cái tham số mà nhỏ hơn một.
Nhưng nó tiệm cận đến giá trị 1, càng gần với 1 thì càng tốt. 0,99 hoặc là 0,995 gì đó nhỉ. Tức là không không bao giờ bằng 1. Thế còn cái thông số thứ hai là thông số beta ấy, là định nghĩa là IC trên IB, dòng IC trên dòng IB. Và còn một cách ký hiệu khác là cái H bằng HFE, hay là bạn nhìn thấy là bằng H F nhỏ, E nhỏ cũng được, hay là bằng H21 cũng được. Tức là cái beta này nó có một vài ký hiệu khác. Beta bằng IC trên IB này, hay bằng HFE in này, hay bằng HFE F nhỏ, E nhỏ này, hay bằng H21. Người ta gọi là hệ số khuếch đại dòng điện. Thì nó sẽ cho mình biết là cái dòng IC này nó sẽ lớn hơn cái dòng IB bao lần. Và cái beta này nó càng lớn thì càng mình mong muốn là nó lớn, cho nên nó là một tham số lớn hơn 1, vài chục, vài trăm gì đấy. Thì từ ba cái công thức này, này thì người ta xây dựng thêm được cái công thức phụ thuộc của alpha theo beta hoặc là beta theo alpha, như hai công thức ở bên cạnh này. Thì cái việc biến đổi từ bên này sang bên này thì bạn có thể về nhà thực hiện, tự thực hiện để biến đổi, rút cái nọ thay kia gì đó để sao cho miễn khử như nào là nên, để khử hết đi ba cái thành phần IE, IB, IC là được. Còn cái từ cái H này nó là cái gì á? Thì khi nào một là học lý thuyết mạch, bạn sẽ nhìn thấy cái hệ tham số H, người ta gọi là cái tham số hỗn hợp. Hai là học về cái môn điện tử tương tự thì mình sẽ hiểu là cái FE ở đây nó là cái gì nhỉ. Thì lúc đấy học hai cái môn kia thì hiểu nó sau. Thế còn ở đây thừa nhận nhỉ. Thế còn đa phần là khi mà nói đến cái giải thích những cái bài tập ở cái môn này thì chủ yếu là người ta sẽ sử dụng ký hiệu beta, nhưng mà cũng vẫn là cái bài tập đấy, vẫn là cái ý đấy. Nhưng mà nếu như chuyển sang một cái môn tiếp theo ấy, sau cái môn này không biết là kỳ này hay kỳ sau ấy, môn điện tử tương tự thì người ta không dùng beta mà người ta dùng ký hiệu là HFE hay là H21, vẫn là nó thôi nhá. Và cái chữ in hay là chữ thường nó cũng sẽ khác nhau nhá. Chữ in hay chữ thường ở đây nó cũng hiểu nghĩa khác nhau. Trong giáo trình thì bạn có thể đọc được là hệ số truyền đạt dòng điện một chiều này, hay là hệ số truyền đạt dòng điện tĩnh này, là như nhau. Chữ beta cũng thấy hệ số khuếch đại dòng điện một chiều là cũng được, còn nếu không thì mình gọi là hệ số khuếch đại dòng điện. Và tất cả những cái dòng ở trong công thức ở trong trong IBE, IB, IC như thế này thì người ta gọi là dòng tĩnh. Tức là khi này là cái BGT là chưa có cái tín hiệu xoay chiều đưa vào, tức là nó phải xét ở trong một cái mạch nào đó hoặc ở một cái trạng thái hoạt động nào đấy cơ. Thì cái này phần này đến phía sau thì mình sẽ nói nó lại sau. Như vậy là cả một cái phần BGT mà chủ yếu nó chỉ có 5 cái công thức này thôi. 5 cái công thức này để tính toán kết hợp với định luật ôm, định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 để tính toán. Vậy thì có quá nhiều để đến mức không nhớ được không? Học vật lý thì có ti tỉ công thức nhỉ? Mỗi chương phải vài công thức. Vài đến chục không? Thế còn cả cái môn này nó cũng chỉ có, ví dụ như cái phần BDT là đến đây là hết công thức rồi này. Thế còn cái khớp 1, cái khớp 2 thì học ở môn trước rồi, không phải môn này. Vậy có nhớ được không? Nhớ được không? Bài tập ở phần này nó còn dễ hơn bài tập ở cái môn trước nhiều luôn. Tôi khẳng định. Tôi nói thật luôn. Đây là khẳng định thật đấy nhá, không phải là nói cho các bạn nói vui đâu. Bài tập trong phần này nó chẳng liên quan gì đến số phức cả. Giải tích bình thường giống như một bài vật lý bình thường. Vậy thì nếu giả sử cái môn kia có những bạn thì chưa, kết quả nó chưa được tốt lắm thì ở cái mức gọi là qua thôi chẳng hạn, thì cái môn này có ý định là nâng nó lên không? Trắc nghiệm khó lắm cô ạ. Thì trắc nghiệm nhiều bạn lại thích cái trắc nghiệm. Trắc nghiệm nó rộng. Đúng rồi, thì trắc nghiệm nó luôn luôn rộng mà. Hỏi rất nhiều thứ, thậm chí là những cái rất là nhỏ nhặt luôn cũng hỏi. Thì đấy là đặc điểm của trắc nghiệm mà. Trắc
nhưng trắc nghiệm Trắc thì nghiệm lại điểm không yêu cao. cầu, không yêu cầu bạn phải hiểu một cái gì đó thật là sâu sắc. Bởi vì sao, có khi là vì bằng một cái cách tính nhanh, tính nhẩm, tính nhanh, tính mẹo nào đó bạn cũng có thể tìm làm ra được. Còn khi trình bày một bài tự luận là cái trình bày của mình nó phải chặt chẽ, phải logic, phải chặt chẽ. Được chưa? Đến bây giờ 3 năm học phổ thông là trắc nghiệm cả rồi. Thực Ôi ra là ôi bạn hình slide dung này như thế cũng này. Ừ, sao? Sao? gửi slide chương 3.1 đi cô. Tí gửi. Thực ra thì bạn hiểu như thế này nhá. Trắc nghiệm nó là một bài lớn, tự luận nó là một bài lớn. Còn trắc nghiệm vẫn cái bài đấy, vẫn là cái bài đấy thôi. Nhưng mà người ta tách ra thành các ý nhỏ. Thế thôi. Còn làm thì vẫn thế mà. Cái lợi thế của trắc nghiệm đấy là gì ạ? Bạn không cần câu từ chữ nghĩa diễn đạt gì hết và tính ra là xong. Còn thế còn tự luận thì phải trình bày. Cho nên đừng, nó cũng rộng hơn thật, nhưng mà với những cái phần có nhiều cái nội dung thì thực ra nó chỉ là tách của những cái bài tập lớn ra thành những cái ý nhỏ. Còn về cơ bản thì nó không có gì gọi là quá là xa so với cái nội dung mà mình được học cả. Những cái chương trước gửi hết chưa nhỉ? Lần trước gửi Dạ hết chưa? chưa ạ. Chưa à? Chưa rồi. Để tí kiểm tra lại xem là lỗi tại Tết nhá. Thế thì có 5 cái công thức như vậy thì bạn cố gắng khi mà nếu giả sử làm bài tập, tự rèn luyện bài tập ở nhà thì đầu tiên là phải tóm tắt, những là nên nên có một quyển vở riêng này để làm bài tập này. Đầu tiên là tóm tắt những cái nội dung cơ bản của chương, là hay là ghi cho những cái công thức cơ bản như thế này đấy, để sau đó là khi mà mình làm bài tập, nếu giả sử mình lần đầu mình làm mình chưa thuộc thì mình có thể tra cứu, nhưng lần sau thì cố gắng lần một lần hai tra cứu một hai lần thôi. Còn đến lần 3, lần 4, lần 5 là mình phải tự nhớ được. Dạ. Tại vì là thi trắc nghiệm thì đương nhiên là không có tham khảo tài liệu gì rồi. Dạ. Bạn sẽ không được không tham khảo tài liệu. Để tránh cái trường hợp là khi mà mình có tài liệu ngồi trước, mình dở ra trước mặt, mình có công thức thì mình làm được. Và còn đến khi mình không được tham khảo cái là thôi mình không làm được luôn. Để tránh cái trường hợp như thế. Ngày xưa khi mà tôi đi dạy ôn thi đại học ấy, thì rất nhiều bạn, có nhiều bạn làm bình thường ở nhà rất tốt, chị ạ. Với cái lý do là một là được được hướng dẫn, chị ạ, được hướng dẫn, được gợi ý. Thứ hai là có vở để nhìn công thức. Đấy. Nhưng mà cứ khi thi thì thử ở trường cấp 3 thì thường thường hay tổ chức thi thử, thì kết quả lại không được như như cái như 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 kỳ vọng. Các bạn bảo thế tại sao lại thế? Thế thì bạn bảo là do không nhớ công thức. Thế bảo bây giờ chỉ có hai lựa chọn thôi, một là muốn có kết quả thi tốt thì phải học thuộc cái đống công thức này, thích hay không. Ở đây lúc này không phải là vì em thích hay là em không thích nữa, bây giờ mà em chỉ được lựa chọn là em muốn kết quả như thế nào đấy. Bạn bảo em không thể nào em học được, bảo thì không thể học được thì cứ chấp nhận là điểm điểm không cao và có thể không đạt được mục tiêu đấy thì tùy đấy. Chứ còn nói là em không thích hoặc là em không thể học được, cái đấy nó không phải là lý, thì cái đấy thì chịu, chả ai giải quyết được cho bạn. Đó, cho nên mình chỉ có một là mình muốn kết quả tốt, dạ, thì mình phải ghi nhớ. Dạ. Thậm chí như ngày xưa như tôi đi học có những môn chẳng hiểu gì luôn, có những cái chỗ không hiểu gì luôn, dạ. Nhưng đến cái thời điểm là không còn thời gian để mà ôn thi mà tìm hiểu để mà ôn thi nữa thì lúc đấy mình phải chấp nhận là mình học thuộc, giống như kiểu ngày xưa mình gọi là học vẹt ấy, để mình đi thi đã. Còn nếu mà giả sử đủ dũng cảm để bỏ qua, đủ tự tin vào cái may mắn của mình thì bỏ qua thì cái đấy thì tùy, nhưng với cá nhân cô thì chưa có khái niệm may mắn khi đi thi, không học là sẽ không được kết quả như kỳ vọng. Cho nên nói tóm lại khái niệm học tủng là không có.
Còn ví dụ những năm cấp 3 ấy, cái thời điểm năm cuối cấp là ôn thi lại, để ôn thi đại học mà. Thế hệ cô thi thì nó vẫn là các trường thi riêng, không không phải thi chung như bạn. Thi riêng và thi tự luận. Dạ, thi riêng và thi mỗi trường có đề riêng và thi tự luận. Thì lúc đấy các thầy cô cấp 3, những thầy cô ví dụ đấy dạy thể dục này, dạy giáo dục công dân này, hoặc là dạy kỹ thuật công nghiệp gì đó, thì tạo điều kiện cho bằng cách là không yêu cầu quá cao ở những cái môn đấy nhá. Dạ, gọi là dễ dàng, dễ hơn trong cái việc là đánh giá đấy, thì lúc đấy mình có thể giảm thiểu đi cái nội dung học nhá. Thì đấy là các thầy cô tạo điều kiện để cho học sinh sẽ tập trung vào những cái môn như toán lý hóa văn sử địa để đi thi ấy. Đấy. Còn trong cái quá trình học lớp 10, 10, 11 là học học môn chính như thế nào thì học môn phụ như thế, không có khái niệm chính biết phụ gì ở đấy. Đấy. Thì đấy là cái là thời thời học sinh ngày xưa của cô là như vậy. Thì các công thức là như này, được chưa ạ? Ngoài ra thì trong giáo trình còn một công thức về gamma, hệ số gamma nữa. Nhưng mà ở đây mình không sử dụng cái hệ số đấy, cho nên ở đây tôi sẽ không cung cấp cái công thức đấy. Các bạn ghi nhớ được cho tôi, một là AE, BC quan hệ với nhau như thế này. Hai là định nghĩa, biểu thức này người ta gọi là biểu thức định nghĩa của alpha và beta. Tên của alpha là gì, tên của beta là gì. Và từ ba công thức này, chưa? Biểu thức định nghĩa của alpha, beta và công thức E bằng B cộng IC thì tôi xây dựng được hai cái công thức mà trong đó chỉ có alpha và beta. Đấy, việc của bạn nhớ những cái công thức này. Thế còn đối với hai chế độ còn lại là chế độ khóa và chế độ bão hòa thì người ta kết luận được là trạng thái khóa là trạng thái mà hai chuyển tiếp đều được phân cực ngược nhá. Cho nên qua cái BT đấy hầu như không có dòng điện hoặc là dòng điện vô cùng bé, cho người ta gọi là chế độ tương thì BT sẽ tương ứng với một khóa mở nhá. Khóa này hay là chế độ ngắt này, ngắt hay là chế độ cắt này, à, là như nhau, được chưa? Thì BJT sẽ tương ứng với khóa mở. Thế còn chế độ bão hòa thì BJT sẽ tương ứng với khóa đóng, là trạng thái của hai chuyển tiếp là phân cực thuận, tương ứng với cái giá trị điện trở của BJT bé, được chưa? R nhỏ thì dòng qua nó sẽ lớn, được chưa? Và khóa đóng để cho tạo thành một dòng lớn đi qua. Thì đây là cái mạch mà người ta minh họa cho cái chế độ transistor S, giống như một cái khóa điện tử, được chưa? Đây là cut off open switch hay là khóa mở là như thế này. Thì đối với cái trạng thái khóa mở thì khi mà đã khóa mở thì tương ứng với trạng thái hở mạch, được chưa? Dòng hở mạch là dòng bằng không, được chưa? V out là bằng VCE hay chính bằng điện áp nguồn, được chưa? À, điểm này với điểm này là không có chênh lệch, không có điện áp rơi ở đây, chưa? Cho nên là đo điện áp là nó sẽ bằng điện áp nguồn. Thế còn cái trạng thái thứ hai là khóa đóng. Khóa đóng thì lúc đấy tôi có dòng dòng đi qua, có dòng bằng VCC trên RC. Thế còn điện áp VCE là đo giữa hai điểm này, thì lý tưởng thì là nó bằng không, nhưng mà thực tế thì nó có thể khác không, không phải mấy đấy, nó khác không một tí. Thì đấy là những cái thông số của về dòng và áp khi mà BTT hoạt động trong chế độ bão hòa hay chế độ khuếch đại, ngắt, chế độ bão hòa hay chế độ ngắt. Vậy nói tóm lại là cái nội dung mà cái phần mà cái chạm cái chế độ mà ứng dụng nhiều nhất của BTT chính là chế độ active hay chế độ khuếch đại. Thì bạn ghi nhớ công thức, ghi nhớ ký hiệu chiều dòng điện để khi có bài tập thì bạn sẽ dùng những cái công thức đấy để giải thích được. Các kênh mắc thì ở đây môn lý thuyết mạch chưa học đúng không? Học Đang chưa? học của Ông đang đang học học. của Học đến nước chưa nào rồi? Học đến đâu rồi? em học mà nhìn em học không nhìn trường của Không nhìn chưa? Thế học đến đâu? Nhìn chưa cũng được. Đang học cái gì? Grab à? Học cây, học nhánh bù cây, Grab học chưa?
Hay chưa nghe thấy cái đấy bao giờ? Cái đấy học ngoài của À, học qua rồi. Thế cụ thể đấy, nếu mà không nhìn chương thì nêu xem là học đến đâu. Tuần này chắc là phải có rồi chứ, hôm nay thứ sáu rồi mà. Thế nếu mà chưa về trường, chưa mượn được giáo trình thì người lấy cái gì để học, người lấy thêm mạnh. Hả? thầy đẩy slide lên của À, để slide. Thế thì có nghĩa là đây có cái để xem rồi. Thì biết phải biết là cái slide nó đang ở cái mục nào ấy. Thế còn học được cái này chưa? chưa có Chưa hả? Thì đấy, khi nào mà học đến cái gọi là mạng hai cửa hay mạng bốn cực này thì các bạn sẽ gặp nội dung chính ở trong cái phần này, đấy chính là một trong những nội dung chính đấy là các cách mắc chưa? À, các hệ tham số của mạng bốn cực chưa? Thì trong đấy nó sẽ có một cái hệ tham số H là cái tham số mà beta mà vừa nói đấy chưa? Nhưng mà với một cái mạng bốn cực tổng quát ấy, người ta ký hiệu là cực 1, 1,2, 2, hay 1, 2, 3, 4 gì đấy. Thì cái thông số đấy người ta sẽ ký hiệu là 21, được chưa? Hay là 22, hay là 21, 22, hay 1, 1, 2, 21 gì đó, được chưa? Thì đấy là mỗi một cái mạng cụ thể, xin lỗi, cái mạng tổng quát. Thế còn ứng vào với cái mạng đấy, nó nếu như nó là một cái này này, một cái BGT, thì lúc đấy tôi sẽ xác định được là một điểm các cực 1, 2, 1, 1, 2, 2, phải nó có tên là gì. Chạ? Thay vì ký hiệu là số thì tôi xác định chính xác nó có tên là gì. Tên là E, tên là B hay tên là C. Đấy. Thì lúc đấy mình sẽ thay cái 1, 2 hay là cái 2, 1 đấy bằng gì ạ? Bằng E, B, C. Chạ? Còn cái từ F, cái ký hiệu F ở trong cái thông số H ấy, thì nó chỉ cho mình đấy là cái thông số đấy là nó là cái hệ tham số đang xét ở trạng thái là hệ tham số thuận hay hệ tham số ngược. Được chưa? Đấy. Thế còn các cách mắc của BGT thì đầu tiên người ta nói là gì? À, người ta ở đây nội dung ở đây cho bạn đầu tiên là cái khái niệm về mạng hai cửa hay là mạng bốn cực. Chưa? Thì một bột là người ta định nghĩa một cửa. Được chưa? Thì tương ứng với một cặp cực trong đó một cực thì cho dòng điện đi vào mà một cực thì cho dòng điện đi ra. Được chưa? Thế còn một cửa mà dùng để đưa tín hiệu vào mạch điện, một cái mạng hai cửa hay là mạng bốn cực thì nó sẽ gồm có hai cái cửa mà trong đó một cửa dùng để đưa tín hiệu vào mạch điện hay người ta gọi là lối vào, một cửa dùng để lấy tín hiệu ra khỏi mạch hay người ta gọi là lối ra. Thì cái hình ảnh mạng hai cửa này quen thuộc nhất và bạn biết rồi, đấy chính là cái máy biến áp. Dạ, máy biến áp. Bởi vì sao? Trong máy biến áp tôi có quận sơ cấp và quận thứ cấp. Thì quận sơ cấp chính là tôi đưa dòng điện vào một đầu dây sơ cấp, thì dòng dòng điện đấy vẫn cái dòng I1 đấy tôi lấy ra ở đầu dây còn lại của quận sơ cấp, chứ nó không chạy từ sơ cấp sang thứ cấp. Dạ. Tương tự như vậy ở ở thứ cấp thì sao? Ở thứ cấp là tôi có dòng điện sẽ đi vào và hoặc là được lấy ra ở hai đầu dây của quận thứ cấp. Thì cái hình ảnh của cái mạng hai cửa nó là như vậy. Đấy thì bạn hình dung là như vậy. Để thì trong cái cách mắc của BGT thì người ta nói là BGT mà được sử dụng trong mạch điện thì nó sẽ phải tương đương với một cái mạng bốn cực. Thế nó chỉ có ba cực thôi mà nó lại phải tương đương một bốn cực, tức là tôi một trong ba cực đấy của nó sẽ phải được dùng hai lần. Đấy. Thì mình hiểu là như vậy. Thế còn ở trên cái hình vẽ để mô tả một cái mạng hai cửa thì nó là như thế này. Chợ. Trong này nó làm cái gì tôi không quan tâm. Trong này làm cái gì tôi không quan tâm. Mà cái tôi quan tâm khi mà khảo sát một cái mạng hai cửa hay mạng bốn cực đấy chính là các thông số về dòng và áp ở lối vào và lối ra. Nhạ? Dùng cái máy biến áp bạn mua về cũng bạn cũng không biết, bạn cũng không quan tâm xem là trong đấy nó có cái gì
trong cái hộp đấy nó có cái gì, đúng không ạ? Ai tò mò thì khám phá đâu, chứ còn về nguyên tắc là không, về cơ bản là chẳng ai quan tâm cả. Tôi chỉ biết là nó sẽ dùng đến 220 và tôi dùng nó để tôi hạ xuống 110 hay là tôi tăng nó lên hạ xuống bao nhiêu đấy, thế thôi. Tôi cho vào điện 220 thì tôi thu được điện 110 chẳng hạn. Đấy. Còn trong đấy nó có bao nhiêu? Nó có, thì tất nhiên mình học thì mình biết là khi mà tôi thu nhầm, tôi cung cấp điện áp và dòng như vậy thì có nghĩa là số cuộn dây của từ sơ cấp phải nhiều gấp 2 lần cuộn dây của thứ cấp. Nhưng thực tế nó bao nhiêu cuộn dây, nó có bao nhiêu vòng dây thì bạn cũng không quan tâm, không cần phải quan tâm. Hay là lá thép của nó là có hình dạng E hay gì, hình dạng Y hay hình dạng C là bạn không cần phải quan tâm. Thế cho nên là đối với cái mạng hai cửa này thì những bốn cái thông số mà người ta quan tâm đấy là dòng lối vào, điện áp vào, dòng lối ra và điện áp ra. Thế trên một cái mạng hai cửa mà để quy ước thì người ta sẽ quy ước chiều dòng nhìn đi vào mạng bốn cực là dương này, tức là I1, I2 hướng như thế này thì nó sẽ là dương. Thế còn ở tức là I1 thì đi vào A1 và đi ra ở A2, I2 thì đi vào ở B1 và đi ra ở B2. Và chiều dòng điện như thế này thì là dương. Chiều điện áp là từ A1 đến A2 là dương. Còn từ B1 đến B2 là dương. Thì bốn cái thông số này là cái mà người ta sẽ cần phải muốn tính toán, muốn khảo sát, muốn tính toán khi mà dùng mạng bốn cực. Thế chuyển sang cái BJT thì người ta nói là gì? Trong một cái mạch điện thì cái BJT nó sẽ được tương đương với một mạng bốn cực. Thì cái này thử ra nhìn thế này nó hơi khó hình dung một tí. Chưa? Nhưng mà bạn hiểu là trong một cái mạch này người ta gọi là mạch khuếch đại mắc e chung. Chưa? Từ common này có nghĩa là gì? Common nghĩa là gì? Chung ạ. Từ common này bạn học tiếng Anh giao tiếp nó còn một từ đồng nghĩa nữa là từ gì? Chung ạ. Đấy là tiếng Việt. Từ đồng nghĩa với từ common này. Mutual quá. Natural nó có nghĩa là chung tính. Đấy ạ. Thế còn một tiếng khác nào? Hả? Mutual ấy quá. Từ đấy là chung tính có nghĩa là tính chất của nó. MU. Từ đầu là từ M không phải từ N đâu cô. Mutual ấy cô. Phải M U A M U gì nữa? M U M U T U A L. T U A L. Thiếu một cái gì đó đằng sau chữ L này. T U A L. À nha. Thế còn một từ nữa mà mình hay gặp hơn ấy. General. Mutual như bạn Quân nói ở đây là gì ạ? Đang nói là gì? Feeling the same emotion. Feeling same. Tức là dạng như người gọi là không vui cũng chẳng buồn, được chưa? Trung tính. Thế còn một cái từ nữa mà bạn học đấy. Đấy là cái từ từ này, từ popular. Hai từ common với popular khi bạn viết bài người ta có thể thay thế cho nhau, đúng không ạ? Thế thì cái mạch mà bạn nhìn thấy ở đây người ta gọi là mạch khuếch đại mắc e chung, emitter chung, được chưa? Thế thì mình hiểu là như này ạ. Mình sẽ cần phải đưa vào đây một tín hiệu xoay chiều. Trên cái sơ đồ này mình sẽ thấy này, cái điểm này này, điểm này này và điểm này sẽ là điểm có cùng điện áp như nhau và được quy ước là điện áp không bằng không luôn. Và trên cái mạch này mình sẽ đưa vào tín hiệu V in để lấy ra cái V out. Thế thì với cách mắc như này thì mình hiểu là cái V in nó sẽ được đưa vào cái mạch điện thông qua một cái là cực B là một này, cực này là cực B của BJT, hai là cực E của BJT, đây ạ, cực E chỗ này. Thế còn cái R, những cái R trong này nó sẽ có chức năng khác. Thì mình hiểu là như vậy cái BJT này của tôi để tiếp nhận cái tín hiệu đưa vào mạch và cho cái BJT này khuếch đại lên ấy, thì người ta sẽ đưa vào thông qua cặp cực là cực E và cực B.
Thế còn ở lối ra, muốn sau khi tín hiệu được khuếch đại rồi tôi lấy ra cái tín hiệu thì ở đây sẽ là lấy ra thông qua cặp cực là cực C. Chỗ này là cực C của emitter này. Và cái cực thứ hai đấy chính là cực E. Vậy tín hiệu được lấy ra ở cực C với cực E. Thì như vậy có nghĩa trong trường hợp là người ta sẽ đã dùng cái cực E hai lần cho hai nhiệm vụ, cho hai nhiệm vụ kết hợp cùng B để đưa tín hiệu xoay chiều vào và kết hợp cùng với C để lấy tín hiệu xoay chiều ra, thì có nghĩa là tôi đã có cái BTN tương đương với một cái mạng có bốn cực nha. Đấy thì đấy là cái cách mắc của BTT ở trong trong cái mạch đó. Và vì cái cực E nó được dùng hai lần cho hai cái nhiệm vụ như vậy, cho nên cái cách mắc của cái BTT đấy người ta sẽ gọi tên nó theo cái tên của cái cực mà người ta dùng hai lần như vậy. Vậy là nếu nó đổi từ cực E thì tôi cũng có thể dùng đấy là cực C và tôi cũng có thể dùng đấy là cực B. Chưa? Thì đấy chính là ba cách mắc. Nói về cách mắc của BTT thì tôi sẽ có ba cách mắc là như vậy. Chưa? B chung này, E chung hay là C chung. Chưa? Thế thì nếu như mà người ta dùng cái cấu trúc, dùng cái cụm từ trong ngoặc này thì người ta sẽ viết là CB. Chưa? Thế còn trong giáo trình mà nếu mà có là cách mắc ba giờ chung ấy, mà viết theo tên tiếng Việt thì người ta sẽ viết là BC. Chả có cách nào sai hết. Cả hai cách đều đúng. Được chưa? Mà chỉ là dùng theo cái thuật ngữ nào thôi. À, dùng trong tiếng Anh hay là dùng trong tiếng Việt. Giáo trình tiếng Anh thì người ta có cái cấu trúc CB. Còn giáo trình tiếng Việt thì người ta có cấu trúc là BC là như nhau. Dạ. Vậy là gì ạ? Ở đây là gì ạ? Cách mắc của BTT thì tôi khẳng định là được ba cái ý như thế này. Một là cái BTT sẽ tương đương với một mạng bốn cực. Hai là tôi có ba cách mắc, và ba là tên cách mắc là tên của cái cực mà được dùng hai lần, hai lần cho hai cái nhiệm vụ. Đấy là E chung, B chung và C chung. Thế thì trong cái hình mà bạn vừa nhìn thấy thì cực B cùng với cực E được dùng để đưa tín hiệu vào. Vậy thì cũng có khả năng, cũng có khả năng là cực C có thể cùng với cực E để đưa tín hiệu vào. Tôi đưa từ đầu này thay vì cái đầu bên này. Đấy là về mặt lý thuyết là như vậy. Là người ta có thể dùng cực B, cực E chung rồi, nhưng tôi có thể kết hợp nó cùng với cực B hoặc là cực C. Như vậy là gì? Mỗi cái cách này cho tôi hai cái tổ hợp nhỏ. Vậy hình dung ra là ở đây tôi thực về mặt lý thuyết là tôi sẽ có 6 tổ hợp. Nhưng mà cũng giống như là các chế độ hoạt động của BTT đấy, thì không phải cả 6 cái tổ hợp này đều ứng dụng, mà người ta sẽ chỉ dùng ứng dụng ở 3 tổ hợp thôi. Thì cái tổ hợp thứ nhất đấy là cực B sẽ cùng với cực E để đưa tín hiệu vào, còn cực C sẽ cùng với cực E để lấy tín hiệu ra khỏi mạch điện, thì cái cách mắc này người ta gọi là E chung. Common emitter hay là emitter chung là như nhau. Thế còn cái thứ hai, còn cái trường hợp ngược lại như tôi vừa nói đấy là đưa tín hiệu vào cực C và cực E rồi lấy ra cực B với cực E là không có. Thế còn cách mắc thứ hai ở đây, common collector, tức là cực C phải được dùng hai lần. Thế thì bạn nhìn trên cái hình này, chỗ nào có V in thì nó sẽ tạo thành lối vào. Còn chỗ nào V out thì nó sẽ tạo thành lối ra. Vậy cặp cực lối vào sẽ là cực nào với cực nào? Trả lời xong cái câu hỏi này là đến 2 giờ thì nghỉ giải lao một tí. Hả? In ở đâu? Bạn 1 là bạn nhìn cái tên nhá. Common collector. Như vậy là cái cực C nó sẽ phải được dùng cho cả lối ra và lối vào. Bây giờ việc của bạn là nhìn trên cái hình này để xác định xem nó sẽ kết hợp với cực nào. Hai cái cực còn lại sẽ là B với E, thì nó kết hợp với cực nào để tạo ra lối vào. Thì phải nhìn xem cái in ấy người ta đặt ở trên cái cực nào. V in đặt ở trên cực B, B và
C. Rồi như vậy lối ra sẽ là E C. E và C được chưa? Còn trường hợp thứ ba chính là common base được ạ. C B chung đây. Thì lối vào sẽ là E B ạ. E và B được chưa? Và lối ra chính là B và C ạ. C được chưa? Thế thì cái nữa. Thế thì khi mà mình đã như vậy là gì ạ? Giống như ban nãy vừa nói, đây là bây giờ cái mạng cái mạng bốn cực của tôi nó là một cái BGT được chưa? Và các cực thì có tên cực E, B và C. Cho nên thay vì một cái ký hiệu tổng quát là 1, 1, 2, 2 giống như ở trên cái hình này này, hay là A1, A2, B1, B2 gì đó, hay là thường là 1, 1, 2, 2, thì bây giờ tôi biết chắc chắn cái 1 này nó là cái gì, hay cái A1 này nó là cái cực gì, cực E, cực B hay là cực C. Hiểu ý không nhỉ? Hiểu ý không? Tôi sẽ không cần phải đặt, giống như là bây giờ tôi biết rõ ràng bạn tên là gì chứ gọi gì ạ. Chứ tôi không gọi bạn là sinh viên có mã số ABC gì đó nữa, mà tôi biết chắc là bạn tên là Hoàng hay bạn tên là Tùng hay bạn tên là gì đó, được chưa? Thì bây giờ cụ thể cái một này, cái A1 này nó tên nó là cái gì thì trong từng gánh mắt là tôi xác định được rồi, được chưa? Và nói thêm ở đây nữa là gì? Với cái mạng bốn cực thì thường là nó sẽ là cái cực hai cực ở dưới này, A2 với B2 nó là đẳng thế. Đẳng thế. Có nghĩa là sao? Đẳng là gì? Đẳng là cao, đẳng. Cùng điện thế ạ. Cái gì? Cùng điện thế ạ. Có cùng điện thế. Thì ở đây cũng thế. Ví dụ, tôi gọi là gì? Nếu như trong cách mắc thì gọi là gì? E chung đi, E chung nhìn cho nó rõ. Thì như vậy tôi hiểu là cái E này này, nó một là nó được kéo ở, tạo ra lối vào này. Thì cái chỗ này nó tương ứng với cái vị trí B2 ở trên cái mạng bốn cực tổng quát mà mình biết. Như vậy thay vì điền B2 thì cái chỗ B2 đấy bây giờ tôi sẽ điền thành E. Được chưa? Hay là ở chỗ này là A2 chứ. Thế còn kéo ra ở phía lối ra bên này, chỗ này trên cái mạng tổng quát của mình mà mình điền là B2 thì bây giờ nó sẽ chuyển thành nó cũng là E, bởi vì cái cực E đang được dùng hai lần. Thế còn ở vị trí A1 trong cái mạng tổng quát nó sẽ là cực B, còn vị trí A2 nó sẽ là cực C. Được chưa? Vậy thì mình cũng sẽ tiếp tục một cái bước nữa là mình cũng sẽ xác định được rồi ạ. Là I1, I2, V1, V2 nó là cái điện áp nào ở trong này, được chưa? I1 người ta định nghĩa là dòng điện vào. Thế thì nói là dòng điện vào hay dòng điện ra thì bây giờ phải hiểu như này ạ. Dòng điện vào hay dòng điện ra không có nghĩa là nó hướng vào hay là hướng ra khỏi cái mạch của mình đang xét, được chưa? Bởi vì rõ ràng I2 gọi là dòng ra nhưng nó đang có chiều vào mạch ạ, được chưa? Ở đây là gì? Từ vào với từ ra là không phải là để chỉ chiều của cái dòng điện đấy, mà là để chỉ nó xuất hiện trong vòng mạch nào của cái mạng bốn cực đấy. Tôi gọi cái vòng mạch, cái mạch mà tôi đưa tín hiệu vào này, cái đằng này thì tôi gọi là vòng mạch vào. Vòng mạch vào thì cái dòng điện ở trong cái vòng mạch vào này người ta gọi là dòng điện vào. Còn nó hướng vào như cái hình đang có hay là nó hướng quay ra thì mặc kệ nó, bởi vì cái điều đấy nó được quyết định bởi cái BGT, cái loại BGT, chứ không phải là việc là nó ở trong mạch vào mà nó cứ phải đi vào. Có hiểu không? Có hiểu không? Giống như ngày xưa ấy, bạn học hình không gian ấy. Bạn vẽ một cái tứ diện thì bạn sẽ vẽ như nào? Về đáy tam giác rồi kéo lên trên. Đầu tiên bạn có thể vẽ một cái tứ giác bất kỳ, không phải là tứ diện đều, thì đầu tiên nó sẽ là một hình tứ giác gì đó, đúng chưa? Đúng không? Tứ là bốn mặt đấy gì? Sau đó là khi tôi vẽ hai đường chéo ở trong cái hình tứ giác đấy thì tôi sẽ tạo được thành một cái tứ diện gì? Có đúng nhỉ? Ngày xưa thầy giáo học dạy hình học không gian có yêu cầu bạn phải tưởng tượng không? Hay lúc nào cũng cho vẽ hình?
Đây có phải là một cái thư diện không? Đúng ạ. Đúng. Vẽ này đúng chưa? Đường nào bị chia là để đường gạch ngang ạ. À, bây giờ ví dụ tôi viện đây, đây là A này, B này, C này. Thế phần cần phải thay đổi cái gì để nó ra một cái từ diện? BD hoặc AC ạ. Ờ. Thành. Thành đường chấm chấm á. Ờ, nét đứt, được chưa ạ? Thành đường nét đứt, đại khái thế đúng không? Thế thì ở đây cũng thế thôi. Tức là ngày xưa tôi nói chung trí tưởng tượng của tôi cũng không tốt đâu. Cho nên khi mà học hình không gian đối với tôi là khá là vất vả. Ngày xưa tôi cứ bảo rõ ràng nhìn thấy hai cái đường này nó cắt nhau mà. Tại sao lại cứ gọi bảo không cắt nhau? Đúng không ạ? Hai đường này thực tế là không cắt nhau đúng không ạ? Đúng chưa? Đúng chưa? Là đúng ạ. Đấy thì nó không, nhưng mà vì cái trí tưởng tượng của mình hình dung nó không tốt ấy. Thì mình cứ nghĩ là hai đường này nó đang cắt nhau mà. Tại sao cô cứ bảo nó không cắt nhau? Dạ. Cho nên là đi thi đại học mà cứ cái gì dính với hình không gian là cảm thấy là suy nghĩ hơi đau đầu tí là bỏ qua luôn. Đã. Tức là chấp nhận hy sinh với phần điểm đấy. Thế thì ở đây cũng thế thôi. À. Có cách đây vài năm đã có bạn em nhìn thấy rõ ràng là nó quay ra mà sao cứ gọi nó là dòng vào. Thì đấy, cái ý nghĩa là dòng vào, dòng ra hay điện áp vào, điện áp ra nó là như vậy. Tức là nó xuất hiện trong cái vòng mạch dùng để đi tín hiệu vào. Và người ta gọi trong một cái mạch điện thì người ta sẽ gọi cái vòng mạch được dùng để đi tín hiệu vào đấy là vòng mạch vào. Dạ. Còn vòng mạch dùng để lấy tín hiệu ra khỏi mạch điện người ta gọi là vòng mạch ra. Dòng điện tương ứng cũng sẽ là dòng điện vào và dòng điện ra đấy, chứ không phải là chiều của nó hướng vào hay hướng ra. Thì có những bạn đã bảo đấy, xuất hiện là rõ ràng em nhìn thấy nó hướng ra mà, tại sao cứ gọi nó là dòng vào, nó đi ra mà. Đấy thì ý nghĩa vào ra nó như thế. Thì cũng giống như hình mình nhìn cái hình không gian như này này, hai cái đường này là nó không cắt nhau chứ không phải là nó cắt nhau đấy. Trong khi mình vẽ thì có vẻ như nó cắt nhau đấy, nhưng thực tế là nó không cắt nhau. Các cô nương có còn hiện diện ở đây không? Ừ? Mấy cô nương có còn hiện diện ở đây không? Im lặng hết nhở? Còn ạ. Còn hả? Cứ khi nào, cứ khi nào hỏi tên thì mới thấy. Cái chủ đề gì thì khiến các bạn dễ gọi là hào hứng nhất? Ví dụ ngày xưa như tôi đi dạy để đứng lớp mấy anh học viên, anh chị học viên ấy, thì ví dụ cứ nói đến vấn đề gọi là ăn uống. Vì học viên mà bên ngành kỹ thuật mật mã là các anh chị hoặc là các bạn học lớp H ấy, là các bạn phải ở trong trường mà. Đấy, thì trước bây giờ từ này là từ gì? Bây giờ thì gọi là học viện là xã hội hóa, là cái bếp ăn là đấu thầu ở bên ngoài, xong vào các cô ấy nấu, mà nếu mà ngon ấy thì sẽ được duy trì lâu hàng, còn nếu không ngon thì học viện sẽ thay bằng một cái đơn vị khác. Chứ ngày xưa thì không như thế, ngày xưa là chỉ có bếp ăn của cán bộ này, của giáo viên này, hoặc là của các bạn học viên Lào thì vẫn là do các cô chú trong học viện phụ trách. Thế còn đối với học viên là như thế. Thế cứ nói đến vấn đề là có cơm ngon hay không ngon này, hay là ăn về muộn thì thường sẽ hết cơm, có thứ là tự nhiên hào hứng đó, gọi sôi nổi hẳn lên đấy. Thế còn lại bình thường thì cũng hơi khó. Thế thì ví dụ với cái lớp này, anh Quân đánh bảo là cái gì đấy, tình yêu đích thực. Thế nào là tình yêu đích thực? Thế nếu mà như vậy thì tí khi nào phải cho bạn thuyết trình một bài về topic này mới được nhỉ? Được không? Được. Học ngày thấy có vẻ hơi bị bão hòa rồi. Mong đến trường rồi. Thì học viện chắc là sẽ xem xét việc quay trở lại vào cuối trường, vào cuối tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 gì đấy. Tùy vào tình hình dịch bệnh. Nhưng mà gì ạ? Hôm nay bữa cơm hôm nay ở nhà với bố mẹ chẳng hạn thì một mâm cơm rất là đầy đủ hành tráng đúng không ạ? Chả thiếu cái gì, muốn ăn cái gì có cái đấy. Nhưng mà nếu mà trở lại trường học cái làm bữa cơm nó sẽ chuyển thành suất cơm sinh viên 20.000 luôn.
thậm chí là mì tôm luôn. Vậy ở nhà vẫn sướng hơn thế nhỉ? Bị đuổi lên Hà Nội rồi cô ạ. Hả? Bị đuổi lên Hà Nội rồi cô ạ. Bị đuổi lên Hà Nội hả? Vâng ạ. Thì đấy là nói vậy thôi, chứ còn khi không về thì hỏi sao không về nhá. Vì nhà nào mà ít anh em chẳng hạn thì thường là hè hoặc gì đó Tết là rất mong các bạn về. Còn cứ ở nhà cứ là cứ gọi là cứ ngoan ngoãn, vẫn chăm chỉ học hành, vẫn học hành tốt, chẳng có lý do gì mà bị đuổi. Rồi nghỉ giải lao tí, 2 đến 2 giờ 15 nhá. Dạ vâng ạ. Vâng ạ.
thì nói tiếp này, thì căn cứ vào kinh mắc người ta xác định được mạch vào này, mạch dùng để đưa tín hiệu vào này, và mạch ra, hay là mạch dùng để lấy tín hiệu ra của cái BGT đấy. Và tôi sẽ xác định được tiếp theo là xác định được dòng điện vào, dòng điện ra, cũng như điện áp vào, điện áp ra. Và đây là những cái dòng những cái thành phần một dòng một chiều ạ. Đây đều là thì ví dụ này, ví dụ như cái mắc B chung, cái mắc B chung đây ạ. Thì mình sẽ có mạch điện lối vào, hay là mạch điện dùng để đưa tín hiệu vào, chính là mạch tạo bởi IE và cực E và cực B, được chưa? Cho nên cái trong trường hợp này thì cái IE người ta sẽ gọi là dòng điện vào. Thế mình hình dung ra là để xác định dòng vào dòng ra ấy, thì trong trong cái mắc B chung thì mình sẽ xác định được là IE sẽ là dòng điện vào này, điện áp giữa cực cực E với cực B, điện áp giữa cực E với cực B sẽ là điện áp vào, thế còn IC thì sẽ là dòng ra, và điện áp giữa CB sẽ là điện áp ra. Người ta sẽ không chọn cái dòng ở cái cực chung này mà hai cái thành phần dòng còn lại của cái BGT đấy trên cái cực hai cực cực E với cực C sẽ là dòng vào và dòng ra. Thế còn điện áp đo giữa hai cái cực EB hoặc là CB sẽ tương ứng sẽ là điện áp vào và điện áp ra. Thì tương tự như vậy thì bạn sẽ xác định được cho mạch mắc C chung, E chung hay là C chung cũng vậy. E chung hay C chung cũng như vậy. Tôi xác định được dòng dòng vào, điện áp vào, dòng ra là dòng này và điện áp ra. Với kênh mắc C chung thì tôi có IB là dòng vào, IC là dòng ra, chưa? Thế, IB là IE là dòng ra, xin lỗi. Thế còn điện áp vào là đo giữa cực C với cực B, còn ra sẽ là E với C, chưa? Thế thì người ta đang trên cái hình này, người ta đang minh họa cho cái tờ đang đi to một loại thôi. Vậy loại này là loại gì ạ? NPN hay PNP đây? PN hay PNP? NPN ạ. Vâng. Còn bạn bạn có thể ghi nhớ là một là cực E nó đặt cái mũi tên nó đặt ở trên cực E này. Chưa? Hai là hướng ra hướng vào là luôn luôn hướng từ bán dẫn lại P sang bán dẫn lại N. Thế như ví dụ như trong trường hợp này mà không có cái hình cấu tạo ấy, thì mình hiểu là cái cực E nó hướng lên như vậy, đầu điểm này này sẽ phải là P này. Thì chỗ này sẽ là N với N. Được. Hai miền N ở cực C của cực E thì mình biết là cái loại này hướng ra là loại NPN, bóng ngược hay là tangento ngược là như vậy. Thì bạn cũng có thể về để vẽ cho cái trường hợp mà minh họa cho cái trường hợp còn lại là trường hợp PNP. Mạch thì các cực thì nó lối vào lối ra trong từng kinh mắc là nó sẽ không thay đổi, vẫn là cái cặp cực đấy, nhưng mà chiều dòng điện thì nó sẽ thay đổi. Chiều dòng điện thì nó sẽ phải thay đổi để phù hợp với loại tangento, phù hợp với loại tangento. Chưa? Ví dụ đây là cực E thì cái dòng IE nó phải hướng như thế này chứ nó không thể hướng lên được. Thì đấy là loại tangento này quyết định cái dòng IE nó ra hướng hướng theo chiều là hướng ra khỏi BGT. Thì lúc đấy IC với IB là hướng vào. Còn nếu vẫn là cái mạch này nhưng mà mũi tên nó quay vào, tức là cái loại còn lại, thì lúc đấy IE nó phải hướng vào BGT. Thì lúc đấy IC với IB nó cũng sẽ đảo chiều. Thế đấy là để kênh mắc là như vậy, ba kênh mắc xác định cặp cực tạo ra lối vào, cặp cực tạo ra lối ra, xác định dòng lối vào, điện áp vào, dòng ra, điện áp ra, tức là xác định thông số của mạch bốn cực này. Còn đây là những cái mạch mà ứng mạch phân cực, mạch ứng dụng cụ thể trong từng kênh mắc. Thế thì
xác định trên cái sơ đồ mạch này này, để xác định thì người ta sẽ nhìn vào xem là V-in với V-out đặt ở đâu. Yeah. Thì cái tên của cái mắt sẽ là cái cực còn lại mà bạn không nhìn thấy ở đây. Mình không nhìn thấy, ví dụ này, V-in này, một đầu nó nối với B này, V-out là lấy ra ở chỗ này là cực C này. Yeah. Cực C, cực E này, thì đây là cái mắt C chung. Yeah. Tương tự như vậy bạn có thể xác định được cho cái hình 2 này. Out đây, output ở lấy ra ở trên cực, cái này là cực C, còn đưa vào input là ở cực E, cực B, cực E đúng không ạ? Để xác định xem là bên tên mắc ở theo cái kênh nào. Chưa? Thì cái cực mà mình không nhìn thấy, mình chưa nhìn thấy ở đây, đây chính là cực B. Nhưng mà với cái thế còn tại sao mà để chuyển đổi nó để nhìn rõ B chung hơn thì cái này nó sẽ thuộc về cái nội dung của cái môn điện tử tương tự khi mà bạn sẽ phân tích cái mạch này với tín hiệu xoay chiều. Được chưa? Phân tích cái mạch ở trong chế độ xoay chiều thì bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn. Thế còn ở đây với nội dung của cái môn này thì là sẽ là những tính những cái thông số điện áp với dòng điện qua ở trên cái BJT này trong chế độ một chiều, tức là chế độ mà chỉ có nguồn một chiều thôi, còn chưa có cái thằng này. Được chưa? Thế còn với cái môn kia là sẽ làm việc với cái thằng này đưa vào. Môn này thì không. Được chưa? Thì đấy là cách xác định là như vậy. Đây là input là ở cực E này, với tín hiệu vào E này, output là ra ở cực C này, thì đây chính là cách mắc B chung. Yeah. Thế còn cái thứ hai nữa là một cái nữa khi người ta mô phỏng cái tôi có cách mắc rồi thì người ta sẽ lần lượt khảo sát cái đặc tính, được chưa? Đặc tính ở đây, đặc tính hay là nó là tìm cái mối quan hệ giữa những cái tham số, những cái đại lượng điện của dòng điện ra, điện áp ra, dòng điện vào, điện áp vào với nhau trong cái chế độ mà chưa có cái tín hiệu xoay chiều đưa vào, thì người ta sẽ dựng được các đường đồ thị. Yeah. Các đường đồ thị và người ta gọi đấy là đặc tuyến tĩnh. Tĩnh ở đây là hiểu là cái mạch của mình trong qua cái BJT của mình không có tín hiệu xoay chiều mà chỉ có tín hiệu một chiều thôi, làm việc với điện áp một chiều. Yeah. Thế còn ở đây người ta có thêm chữ họ, thì bạn nhìn đây là hình ảnh minh họa một cái họ đặc tuyến mà ra, output là đặc tuyến ra trong một cái cách mắc nào đấy, thì mình hiểu là trên một cái đồ thị này nó sẽ tập hợp nhiều đường. Yeah. Các đường này nó sẽ khác nhau ở cái gì ạ? Một là nó mô tả cùng một mối quan hệ, ví dụ ở trục ngang là VCE này, trục thẳng đứng là IE, tức là mối quan hệ của IE với VCE. Thế còn cái đường này nó sẽ khác nhau ở cái gì? Nó sẽ khác nhau ở chính là những điều kiện về dòng IB khác nhau. Được chưa? Dòng IB khác nhau. Thì những cái tất cả những đường đồ thị này nó sẽ tạo thành một cái họ đặc tuyến. Được chưa? Thì cũng có thể là mình có được các họ đặc tuyến, nhưng cũng có thể mình chỉ có một đường đặc tuyến thôi. Thì tùy vào. Một là chế độ khảo sát này, cách mắc này, mình đang khảo sát cái BJT trong cách mắc nào này. Hai là mình đang tìm cái mối quan hệ nào. Được chưa? Và ba đến là gì ạ? Là cái những cái tham số mà thay đổi trong đấy. Thế thì output chính là cái họ đặc tuyến ra. Thế còn input transfer, ở đây là transfer chính là đặc tuyến, người ta gọi là truyền đạt, đặc tuyến truyền đạt. Thế còn một cái nữa người ta gọi là họ đặc tuyến vào, thì nó sẽ là input, thì đấy là đặc tuyến vào. Còn nhìn vào cái mối liên hệ này, nhìn vào cái trục mối liên hệ của hai đại lượng này, thì mình cũng có thể đoán định được là người ta đang khảo sát BJT trong cách mắc nào, E chung, B chung hay là C chung. Được chưa? Thì mình phải biết được là nếu như vậy thì người ta định nghĩa cái output ấy, nó là mối quan hệ của đại lượng nào với nhau. Thì nhìn đây là rõ ràng nó là dòng với áp rồi, nhưng nó là cái áp nào. Thì cụ thể ở đây tôi sẽ có là gì ạ? Đặc tuyến ra chính là output, là cái quan hệ giữa dòng ra với điện áp ra. Nhưng mà trong bốn cái thông số điện áp là dòng vào, điện áp vào, dòng ra, điện áp ra, thì nó phải có một cái thông số nào đó được giữ cố định trong cái quá trình vẽ lên một cái đường này. Thì ở đây là người ta định nghĩa đặc tuyến ra chính là y ra phụ thuộc theo u ra khi y vào bằng hằng số. Yeah. Hằng số trong cái quá trình để vẽ được một cái đường này thôi. Yeah. Thì IB người ta sẽ vẽ, ví dụ trong trường hợp này là luôn luôn nó bằng 10 microampere. Còn khi tôi đã hoàn thành cái đường thứ nhất rồi, tôi muốn dựng thêm cái đường thứ hai, thì tôi sẽ thay đổi cái IB này sang cái giá trị khác, 20
20 micro rồi tôi lặp lại cái quá trình khảo sát. Thì đấy là cái việc là giữ cố định là có nghĩa là như vậy. Thì ở đây có tuyến vào là y vào phụ thuộc theo điện áp vào khi u ra là hằng số. Còn đặc tuyến ra thì là y ra phụ thuộc vào điện áp ra khi y vào bằng hằng số. Và một cái đặc tuyến truyền đạt transfer đấy ạ, thì nó là y ra phụ thuộc theo y vào khi u ra bằng hằng số. Y ra phụ thuộc u. Còn một cái đặc tuyến nữa ở đây nhưng mà không nói đến là đặc tuyến phản hồi, nhưng mà ở đây không nói đến thì thôi. Đặc tuyến đấy các bạn có thể đọc thêm, tự tìm hiểu thêm cũng được. Thì hai cái họ đặc tuyến vào và ra này thì mình sẽ gặp nhiều hơn so với cái truyền đạt này. Cái này và thường những cái đặc tuyến này người ta sẽ xây dựng từ thử nghiệm thôi, tức là đo thu thập số liệu và vẽ. Thì cụ thể ở đây là gì ạ? Đặc tuyến ở đây mình sẽ nói về cách đặc tuyến của từng kênh mắc một, đúng không? Từng kênh mắc một xem là một là cái tín hiệu pha của tín hiệu vào, một là kênh mắc như thế nào này, hai là pha của tín hiệu vào với tín hiệu ra như thế nào này, được chưa? Xác định cặp cực lối vào, cặp cực lối ra này, đặc tín hiệu vào với tín hiệu ra về pha về độ lớn như thế nào với nhau, và ba cái họ đặc tuyến trong cái định nghĩa này. Thì việc của bạn ở đây đấy là sẽ đặt vào đây ạ, đặt vào đây. Cụ thể là tôi biết y vào rồi, nhưng cụ thể kênh mắc e chung ấy, thì y vào nó là ib, ic hay ie thì bạn phải đặt vào đây. Đặt vào đây chứ không ghi một cái tổng quan như thế này nữa. Và y vào y ra nó là cái gì, u vào u ra nó là cái điện áp nào thì ghi cụ thể vào đây để mình có được cái họ đặc tuyến. Đây ạ. Thế thì một cái ví dụ như cái mắc e chung thì sơ đồ là người ta khảo sát cái đặc tuyến thì nó sẽ là như thế này. Thế còn đây là tín hiệu vào và đây là tín hiệu ra, thì một là người ta vẽ hai cái này là ngược chiều nhau, thì mình hiểu là cái cách mắc e chung nó sẽ làm cho cái tín hiệu của mình nó bị xoay pha đi một góc 180 độ, cái gọi là tín hiệu vào ra ngược pha. Thứ hai là người ta vẽ biên độ của thằng này thấp hơn biên độ của thằng này, tức là cái cách mắc này có thể khuếch đại được điện áp, được chưa? Khuếch đại điện áp thì nó sẽ có một cái bảng ở dưới này, sẽ có một cái bảng gọi là tổng hợp các đặc tính của từng kênh mắc, được chưa? Cách xác định cặp cực vào ra, xác định các thông số điện của cái mạng bốn cực đấy, và người ta dựng những cái đường đồ thị để từ cái đường đồ thị này và thay đổi những cái thông số, thì lúc đấy tôi sẽ kết luận được các đặc tính của đồ thị, đặc tính của đồ thị xem nó như thế nào. Ví dụ này, một là cái dạng đồ thị thì người ta nói là gì, nó giống như một cái dạng, một cái đặc tuyến vô lăng PE của tiếp xúc PN trên phân cực thuận, bởi vì VBE chính là cái khi PE phân cực thuận chính là cái diode emitter được phân cực thuận thôi mà. Thế còn cái thứ hai nữa là cái ảnh hưởng của cái tham số VC tăng thì cái đặc tuyến của tôi nó sẽ dịch chuyển sang ngang này, sang phải hay sang trái hay lên trên hay xuống dưới, được chưa? Thì ở đây nó dịch chuyển và để tôi kết luận xem là nếu VC tăng thì nó giảm, được chưa? Về IB nó giảm, được chưa? Bởi vì bạn có thể VCE tăng, nhưng mà ở đây để kết luận IB giảm thì bạn phải hình dung ra là nó có phải cùng một giá trị của VE. Ví dụ tôi gióng từ 0,8 thẳng lên thì có phải là vì cái đồ thị của tôi nó đang dịch sang bên tay phải khi điện áp tăng, được chưa? Thì dẫn đến là cái đường cắt từ 0,8 hướng lên nó sẽ cắt đầu tiên là cái đường VCE bằng 20V. Cắt trước thì có nghĩa là IB nó phải thấp hơn so với cái đường 10V hay là tiếp theo là so với đường 1V. Thì những cái này là đều xây dựng từ thực nghiệm cả. Đây là cái mối quan hệ, và người ta như ban nãy vừa nói đấy là xác định dòng với áp cụ thể để đặt vào, thì đây chính là mối quan hệ của đặc tuyến vào này. Còn chuyển sang cái đặc tuyến thứ hai là đặc tuyến ra, trở lại IC phụ thuộc, IC là dòng ra phụ thuộc vào điện áp ra, bây giờ là VCE khi dòng vào không đổi, tức là IB bằng số. Người ta xây dựng được họ đặc tuyến như thế này. Thế thì khi mà bạn sử dụng cái họ đặc tuyến này để khảo sát hay biểu diễn gì đó thì không nhất thiết bạn vẽ tất cả đường. Bởi vì khi mà tôi đã có một cái mạch cụ thể rồi thì cái đường đặc tuyến này tôi sẽ chỉ có một cái đường cụ thể xác định với một cái IB bằng bao nhiêu thôi. Ví dụ bài tôi tính được IB bằng 30 thì tôi chỉ vẽ cái đường 30 thôi. Sau đó tôi sẽ biểu diễn những cái thông số khác. Thế nhưng mà trên cái đường đặc tuyến này thì người ta sẽ chia ra cho mình thành những vùng, một là vùng active hay vùng này chỉ vùng active này, hai là vùng cut, tức là vùng này là vùng, và ba là vùng bão hòa. Thì muốn cho cái BDT mà nó thực hiện được chế độ khuếch đại thì thường là cái điểm làm việc, còn điểm làm việc là gì sau mình sẽ nói,
thì nó sẽ phải thuộc ở cái vùng active này, chứ nó không được xô về, đẩy về cái vùng bão hòa hay là xuống vùng cắt. Dạ. Và trong cái môn điện tử tương tự thì bạn sẽ có cái chế độ đấy là gọi là chế độ ABCD, các chế độ khác nhau. Thì cái đấy cái nào học môn kia thì biết sao. Nhưng mình hiểu là muốn nó khuếch đại được tín hiệu thì cái điểm nó phải được thiết lập như thế nào đấy để nó có cái điểm, nó sẽ hoạt, nó có thông số điện áp mà nó sẽ phải thuộc cái vùng active này. Thì đấy là cái một cái cách mắc B chung là như vậy. Thế còn về bạn sẽ đọc về thế còn về với cách mắc cái đặc tuyến tiếp theo đấy là đặc tuyến truyền đạt thì thường thì sẽ ít dùng hơn đặc tuyến vào và đặc tuyến ra. Vậy ở đây thì đây là mạch đo đặc tuyến vào, cho nên cái đặc tuyến truyền đạt thì bạn sẽ đọc có thể tìm hiểu thêm trong giáo trình, ở đây không trình bày chị ạ. Thế còn cái thứ hai đấy là những tổng kết những cái tín hiệu, những cái đặc điểm của cách mắc E chung, yeah. Tín hiệu vào ra ngược pha này, chị ạ. Trở kháng vào nhỏ còn trở kháng ra nhưng lớn hơn so với cách mắc B chung, thì trở kháng là một khái niệm tổng quát hơn so với điện trở, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn chủ yếu là trở kháng thì người ta vẫn tính là bằng V trên I thôi, đúng không ạ? Cho nên để tính cái trở kháng vào lại ra này, để tính cái trở kháng vào thì người ta sẽ bằng cách là lấy dòng vào chia cho áp vào, dòng vào chia cho áp vào, à xin lỗi, áp vào chia cho dòng vào. Thế thì áp vào, điện áp vào trong cách mắc B, E chung, điện áp vào trong cách mắc E chung ạ, nó là BE, dòng vào trong cách mắc E chung là IB, mà cái chuyển tiếp BE này phải được phân cực thuận. Đặc tính của phân cực thuận đấy là dòng lớn, dòng thì tăng nhanh mà áp thì không tăng mấy. Cho nên là nếu như tôi lấy áp mà chia cho dòng thì lúc này tôi sẽ có cái giá trị đặc tính của nó điện trở vào là bé, là vì vậy, đúng không ạ? Đấy. Thế còn trở kháng ra thì người ta cũng tính như vậy thôi. Dạ, thì bạn đặt vào cái công thức tìm dòng ra và áp ra để ước lượng thôi ạ. Cái ước lượng để mình đưa ra cái nhận xét là trở kháng ra như thế nào. Và thứ hai nữa là người ta cho bạn cái hệ số khuếch đại dòng, hệ số khuếch đại áp và ứng dụng, yeah. Khuếch đại điện áp, khuếch đại công suất. Thì đây là cái những cái đặc tính cơ bản của một cái mắc E chung là như vậy. Thế còn trong này có trình bày về kinh mắc B chung, yeah, thì cũng và kinh mắc C chung, yeah. CB là common B B chung này và C chung. Thì bạn về sẽ đọc và tổng kết lại những kết luận, yeah, giống như vừa đối với cái mắc E chung ở trên. Đa phần là trong này đã đầy đủ rồi, đã có rồi, yeah, những cái tín hiệu, cái đặc tính cơ bản là đã có rồi. Và cái thứ ba ở đây nữa là thì khi mà mình để phân tích được một mạch, giải thích được một mạch khuếch đại thì bạn cũng cần phải nhớ được là nhìn vào cái sơ đồ mạch này thì xác định được kênh mắc. Dạ, xác định được kênh mắc là như thế nào. Đấy. Thì đây là cái kênh mắc C chung là như vậy. Đấy. Ở đây yêu cầu là xác định mạch lối vào ra và các đại lượng điện tương ứng trong kênh mắc, tức là vào ở cổng ở cặp cực nào. Thì bạn này có bạn nói rồi đấy, vào E, vào ở C và kênh mắc C chung thì cực C phải là cực chung, như vậy là cực C sẽ phải cùng với cực B để đưa tín hiệu vào đây, input signal. Dạ. Và đây là trường hợp cái BGT ngược lại này, PNP này, cho nên dòng IB mình thấy nó hướng ra này, quay ra, chạy ra khỏi cực B nhưng mà trong nó xuất hiện trong vòng mạch lối vào, cho nên người ta vẫn gọi nó là dòng vào. Dạ. Thì cái này chẳng làm, bắt đầu đã có bạn nói rồi. Thế còn độ dịch pha của tín hiệu thì đây là tín hiệu vào, đây là tín hiệu ra.
tín hiệu vào đây, tín hiệu ra, vậy độ dịch pha bằng bao nhiêu? Không đổi ạ. Bằng bao nhiêu? Không đổi hay nó khác là hai tín hiệu này? Đồng pha nhau ạ. Đồng pha, được chưa? Thì đây là đặc điểm của cái móc C chung khác với cái móc B chung, E chung nhé. E chung thì tín hiệu vào với tín hiệu ra là ngược pha, nhưng còn C chung thì là đồng pha. Đấy ạ. Thế còn B chung đây. B chung ạ. B chung bắt đầu từ đâu? Đây ạ. B chung đây. Thì mình thấy tín hiệu vào này, tín hiệu ra này cũng đồng pha đúng không ạ? Đồng pha nhau, như vậy chỉ có E chung là ngược pha thôi. Cái thứ hai nữa, khi mình nhìn đấy, nhìn về biên độ nữa. Được chưa? Đây người ta vẽ nhỏ nhưng đây người ta vẽ lớn, tức là nó có khả năng khuếch đại. Đấy, nhưng còn cái C chung thì hai tín hiệu người ta vẽ này, đây hai tín hiệu C chung đây, cái này nhỏ, cái này cũng nhỏ, như nhau. Cho nên cái mạch này người ta còn gọi là mạch lặp lại emitter này. Mạch lặp lại emitter tín hiệu vào như thế nào ra như vậy luôn. Được chưa? Thì không không khuếch đại về 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 điện áp. Dạ. Người ta gọi là mạch lặp lại, cũng không đảo pha. Thì những cái phần liên quan đến đặc tính thì đã có tổng kết ở đây rồi. Dạ. Còn về phần các phương các họ đặc tuyến thì về nhà bạn trên cơ sở bạn xác định các đại lượng điện ở lối vào và lối ra cộng với cái định nghĩa thế nào là đặc tuyến vào ra truyền đạt thì để mình có được cụ thể những mối quan hệ đấy là gì. Dạ. Và tham khảo cái dạng đồ thị, dạng đồ thị của trong từng cách mắc. Giáo trình có rất chi tiết đầy đủ những cái này. Và trong giáo trình thì nếu bạn nào đấy có thể đọc để mà hiểu được tại sao là khi cái đồ thị nó dịch sang bên phải thì cái IB hoặc cái dòng nó lại giảm chẳng hạn, thì đồ thị trong giáo trình cũng sẽ có những cái thông tin như vậy. Bạn đọc và bạn tìm hiểu, ghi nhớ những cái thông tin như vậy. Thì khi mà có được hỏi đến thì bạn sẽ biết tựa đường mà trả lời. Bởi vì là khi mà dịch cái đồ tăng điện áp để cái đồ thị nó dịch sang bên trái bên phải gì đó thì tương ứng với việc là tôi đã thay đổi cái điện áp phân cực trên cái chuyển tiếp rồi, và thay đổi làm nó giảm đi hay làm nó tăng lên để dẫn đến cái chuyển tiếp nó mở rộng hay nó thu hẹp lại, thì tất cả những cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến quãng đường di chuyển qua tải điện trong cái BJT đấy, và nó sẽ quyết định ảnh hưởng đến việc là cái hạt từ miền B có thể đến được miền C với cái số lượng là bao nhiêu. Ví dụ trong trường hợp E chung chẳng hạn thì tôi có hiểu là gì? Cái việc cái CE đấy thay đổi mà làm IB thay đổi có nghĩa là cái số lượng hạt IB nó sẽ tăng lên hay giảm đi. Thì mình căn cứ vào đấy để mình biết được lý do vì sao cái IB nó giảm. Đấy là về phần đặc tuyến là như vậy. Về nhà sẽ đọc thêm chi tiết ở trong những cái slide, trong slide này cộng với giáo trình. Đã, giáo trình cho để dùng đi nhá. Chứ còn bản điện tử dùng là tuần sau thì mình sẽ nói đến một cái nội dung khác. Phân cực và sẽ có phần liên quan đến bài tập tính toán của cái chương này. Được chưa? Ý kiến gì không? Thứ hai nữa là sẽ chuẩn bị tinh thần để có một bài kiểm tra đầu tiên nho nhỏ nhá. Vâng ạ. Đấy. Rồi hôm nay dừng ở đây. Cô đẩy tài liệu lên trên này đi ạ. Hả? Cô đẩy tài liệu lên trên team này đi ạ. Vâng. Rồi, sẽ đẩy nhá. Mà sao quá giờ thì chẳng thấy ai nhắc. Rồi hôm nay các bạn dừng ở đây nhé. Chuẩn bị học môn khác hoặc là nghỉ tùy. Có phải học nữa không? Không buồn. Em chào cô ạ. Chúc cuối tuần vui vẻ, ôn tập tốt để chuẩn bị có bài kiểm tra đầu tiên. Cô dừng nhá. Chào các bạn nhá. Em chào cô ạ. Vâng ạ, em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Chào.